đáng yêu cuộc đời. Yêu đôi môi hồng điểm nét son tươi, yêu đôi tay ngà lạt má thơm, tóc xanh buông là lời nhớ em nhớ bao thuở ấy. Thuở ấy có em anh chưa từng sầu, chưa đi âm thầm ngoài phố đêm thâu, chưa mang hoang lạnh ngoài bến vắng. Ơi em về đâu cho đời mình luôn nhớ nhau. Em dần xa mãi ngày đi buồn không nói dù một câu cho với nhớ. Hay là cho xót nên em nghẹn lời, mãi lầu kia thiếu trăng coi lòng anh thiếu em. Từ lúc vắng em nên anh thường buồn, hay lang thang ngoài đường nhỏ không tên, hay ghi câu nhạc tình héo hắt với tâm tư sâu đau kể từ ngày xa cách nhau. Trinh xin gửi lời chào yêu thương đến tất cả cô chú bác, các anh chị và các em nghe. Trinh vừa hát một cái nhạc phẩm rất là hay của nhạc sĩ Quỳnh Anh, cái bài Thuở Ấy Có Em. Cô bác, các anh chị biết sao mà lúc Trinh vừa mở cái camera lên là Trinh cười không? Bởi vì Trinh rất là vui. Mặc dù Trinh biết là cái máy móc của Trinh nó còn rè rè, nhưng mà bữa nay là ngày đầu tuần, ngày hôm qua Trinh không có được gặp cô chú bác và các anh chị. Trinh nhớ, cho nên không biết làm sao bữa nay Trinh lên trễ rồi, tại vì Trinh coi mẹ của Trinh để gói bánh tét. Tại vì hôm qua Trinh nhận được rất là nhiều hình ảnh của các anh chị gói bánh, bánh chưng, bánh tét gửi cho Trinh quá trời luôn. Rồi Trinh nói là bữa nay nhà của Trinh gói bánh nè, cho nên Trinh lên trễ nửa tiếng đồng hồ luôn. Nhưng mà Trinh lên trễ nhưng mà Trinh cũng quýnh đích lắm. Giống như là chết bà rồi, lẹ lẹ lên trễ rồi. Cho nên lúc mà Trinh thấy cô bác và các anh chị trên cái màn hình á, thấy Trinh vui lắm. Với lại chút xíu Trinh có những câu chuyện vui lắm, chuyện có thiệt không à.
Chút xíu chanh kể cho các bác anh chị nghe với sao về hôm nay á. Chị mới nói vấn đề là phóng sanh với lại ăn chay ăn mặn không? Tại vì từ cái buổi livestream hồi tuần rồi á, mình lúc mà gần trước Tết á, mình có nói cái vấn đề là cúng cúng bái rồi đó, mình đốt vàng mã rồi đó, phóng sanh rồi đó. Xong cái trên nhận được quá trời email luôn. Mà trước khi trên kể, cho để trên nhắn trên hỏi của anh chị trước cái đã. Cô chú bác và các anh chị và các em bữa nay có khỏe không? Bữa nay bắt đầu một tuần mới nữa rồi ha. Mình được gặp nhau, chia sẻ cái này cái kia. Trên thấy vui lắm. Mặc dù cô bác các anh chị nghe cái tiếng của trên đó, trên cũng còn rè. Nhưng mà không có sao đâu. Hồi xưa trên nhớ lúc mà hồi nhỏ đó, trên cũng hay bị amidan á. Nhưng mà trên chưa có đi cắt đâu. Trên cũng nhát lắm, trên không muốn cắt amidan, nhưng mà trên nghĩ là những cái mùa lạnh á thì trên hay bị amidan nó hành thôi. Rồi có lúc bị giống như cảm vậy, chứ không phải bị cái con China virus đâu nha. Cho nên cô bác và các anh chị và các em đừng có sợ lây nha. Trên trên chỉ bị cảm rồi bị hành cái amidan thôi. Nhưng mà không sao, nó sống với mình hoài mà. Có lúc nó vui, có lúc nó buồn. Lúc nó vui thì nó không hành mình, lúc nó buồn thì nó hành tí. Nhưng mà trên cũng thấy khỏe, không có sao hết nha. Cô bác các anh chị đừng có lo, tại vì trên thấy mấy anh chị nhắn cho trên hoài, hỏi trên có đỡ chưa trên. Trên nói là trên cũng còn rè, nhưng mà không có sao. Cô bác và các anh chị khỏe hả? Sao trên không thấy khỏe re gì hết vậy nè? Khỏe ru bà ru. Có anh Billy nè, anh nói khỏe ru bà ru. Trên nhớ các anh chị lắm, không biết tại sao. Tại vì ngày hôm qua không có được gặp, không biết làm như nó giống như ghiền xì ke. Không biết một ngày nào đó mà trên không có lên livestream, không biết cô chú bác các anh chị có nhớ trên không ha. Chứ trên chắc nhớ dữ lắm á. Trên nói thiệt á, trên làm như là trên nói rồi đó, giống như là chích xì ke vậy. Giờ mới hiểu là mấy người chích xì ke khi mà họ tới cơn họ chịu không có nổi. Giống như mình vậy, mình cũng bị ghiền. Cho nên không gặp cũng thấy thiếu thiếu gì đó, nó giống như là một cái tình yêu thương mà nó bị thiếu gì đó. Trên để trên trên chia sẻ gì sao mà hôm nay mình cùng nhau chia sẻ về vấn đề là mình phóng sanh rồi ăn chay ăn mặn. 2 ngày trước trên nhận được những cái email, có những email rất là thương, có cái email chửi te tua. Trên sẵn trên lên đem lên livestream trên nói luôn. Sẵn mình chia sẻ vấn đề này luôn. Cô bác các anh chị phải không? Có lẽ là cho nói cái email mà thương trước nha. Có cái chú đó với một cô đó ở bên Việt Nam. Hai cái email cũng giống, gần gần giống nhau. Cho Chen xin phép được giấu tên ha. Thì họ rất là hiểu Chen, những gì Chen nói. Họ đồng ý với Chen cái vấn đề là cúng bái với lại đốt vàng mã, rồi phóng sanh. Phóng sanh mà như mình thường chia sẻ đó, mình phóng sanh như thế nào mới đúng, hay là mình đang phóng sanh nhưng mà mình đang hiểu lầm nó, mình lầm lẫn nó đi, rồi hóa ra mình đang tiếp tay cho cái xấu ác, phải không? Thì chú với cái bác này rất là đồng ý với Chen là bây giờ ở Việt Nam á họ có cái phong trào. Chen cũng biết chứ, tại là mấy năm trước Chen cũng có về mà, Chen tới những ngôi chùa, Chen thấy họ có cái phong trào là họ họ để ngay trước cổng chùa hay là một khu nào đó, họ nhốt những con chim, con cá, con rùa, con rắn gì, con lươn gì tùm lum hết á. Rồi để đợi người ta tới, người ta mua rồi đem đi thả, phải không? Cô chú bác và các anh chị, Trang có nói sai gì không? Bây giờ cũng vẫn vậy đúng không? Thì cái cô chú đó, nó nhắn với Trang là Trang nói rất đúng và cô chú rất là đồng ý. Bởi vì nếu mà mình suy nghĩ lệch lạc về cái vấn đề phóng sanh á thì mình rõ ràng mình tiếp tay cho cái tội lỗi rồi. Và cái vấn đề ăn chay ăn mặn cũng vậy nữa, nhiều người nó lầm lầm lẫn đó, không có hiểu. Trang nó thì Trang chỉ là một đứa con cháu thôi. Trên cũng đọc sách tìm hiểu về tôn giáo, về Phật giáo cũng rất là nhiều. Nhưng mà trên biết cái sự hiểu biết của mình nó còn có giới hạn. Cho nên trên đem lên cái diễn đàn trong cái ngày tâm tình đầu tuần ngày hôm nay. Trên muốn trên rất mong muốn cô bác và các anh chị và các em cùng với trên chia sẻ vấn đề này cho những người họ chưa có hiểu thấu về vấn đề thế nào là mới là phóng sanh, thế nào là mình ăn chay ăn mặn sao, tức là con người của mình phải nuôi dưỡng cái lòng từ bi nó làm sao nó mới đúng. Đây là cũng là một cái vấn đề rất là quan trọng trong cuộc sống của mình, phải không cô chú bác và các anh chị? Và nhất là cái thời gian này nữa, sắp bước qua năm mới và cuối năm cũ rồi. Mình còn mấy ngày nữa, ở bên Việt Nam chắc là khoảng 27 28 Tết rồi còn gì nữa.
cho nên còn mấy ngày nữa đâu là bước qua cái năm con trâu rồi. Thì Chanh mong rằng mình cùng với nhau chia sẻ những cái điều lành, điều tốt để bắt đầu một năm mới. Mình thấy cái gì chưa tốt mình trong năm cũ đó thì mình sửa nó, rồi năm mới mình sẽ sống với một cái suy nghĩ mới, một cái con người mới để cho mình được phước lành hơn, phải không cô bác và các anh chị? Thì hai cái email đó là cô chú rất là thương Chanh và hiểu những gì Chanh nói. Còn có một cái email có lẽ là chưa có nghe kịp những gì Chanh nói cho nên chưa có hiểu và chửi rủa chửi rủa, nói là Chanh nói như vậy là Chanh nói sai, Chanh nói bậy. Ý họ nói rằng phóng sanh là lúc nào cũng tốt hết đó, dù cái phương tiện nào cỡ nào cũng là tốt hết đó. Tức là ý họ nói rằng có bắt nhốt lại rồi có người đi thả ra thì cũng tốt nữa. Thì họ không có đồng ý với những gì Chanh nói. Thì Chanh tôn trọng chứ, Chanh có nhắn rằng Chanh rất tôn trọng chú, bởi vì mình sống là những con người, mình là những con người, mình cần có sự tôn trọng với nhau. Nhưng mà nếu một điều gì đó nó chưa phải đó thì mình cùng với nhau mình lên tiếng để cho chúng ta làm cho nó thành cái hành động đúng. Còn nếu mà mình cứ suy nghĩ lệch lạc á thì mình cứ sai lầm hoài, mà mình vô tình, thật sự trong bụng của mình thì rất lương thiện. Chanh nói với chú vậy, con biết là chú rất lương thiện, tại vì chú đã hiểu được cái phóng sanh là giúp đỡ những cái con vật bị nhốt, phải không? Thì cái đó là cái lương thiện. Nhưng mà nếu mà mình không có hiểu thấu đó thì cái lương thiện đó nó vô tình, nó đã tiếp tay cho những cái tội, những cái tội lỗi còn thảm hại hơn là lúc mà mình làm những cái chuyện mà quấy nữa. Cho nên nó cũng giống như là mình tiếp tay cho cái giết con vật vậy đó. Cái đó là một cái tội. Cho nên Chanh rất là mong cô chú bác và các anh chị các em hãy mở lòng ra để mà vô comment càng nhiều càng tốt, chửi cũng được nữa vô để mà nói cái ý kiến của mình, mỗi người góp một ít cái ý kiến của mình để mình cùng với nhau mình sống cho nó lương thiện, là một cái người lúc nào cũng nuôi dưỡng cái tâm từ bi. Bởi vì đạo Phật là đạo từ bi mà. Đạo Phật lúc nào cũng xây dựng trên cái nền tảng là từ bi và trí tuệ. Những gì Chanh hiểu được thì Chanh nói, còn cái nào mà Chanh còn khiếm khuyết á thì Chanh sẽ học từ cô chú bác và các anh chị và các em nha. Hãy cùng với Chanh chia sẻ vấn đề này trong cái dịp cuối năm nha. Để năm tới sắp tới rồi mình sẽ sống, mình có những cái hành động nó đúng hơn để đem lại cái sự an lạc cho tất cả mọi người. Cái điều đó là điều Chanh rất là muốn. Và Chanh không mất thời gian để Chanh nói về cái vấn đề phóng sanh. Thì như Chanh nói đó, đạo Phật thì lúc nào cũng nuôi dưỡng cái lòng từ bi và phải có trí tuệ. Từ bi cũng phải cần có trí tuệ nữa. Cái đó thì một cái vấn đề này nó cũng rất là rộng. Chứ vấn đề này rộng lắm. Từ từ rồi mình sẽ chia sẻ sau. Bữa nay mình chỉ nói về cái vấn đề phóng sanh thế nào cho nó đúng thôi, để có rất là nhiều người vẫn còn suy nghĩ lệch lạc. Và Chanh thấy rằng nó vô cùng tai hại. Bởi vì cách đây khoảng 2 năm trước, Chanh có quen một cái em đó rất là ngoan đạo, tức là lúc nào cũng mặc cái áo cà sa, mặc dù em chưa có xuống tóc, nhưng mà cũng tu tập rồi, hiểu được đời và đạo rất nhiều. Và Chanh cũng 2 năm mấy đi trước á, thì Chanh cũng có duyên gặp cái em đó. Và cái em đó cũng nhắn với Chanh như vậy nè: chị Chanh ơi, chị có thể giúp cho cái hội của em về tài chánh á, để mà kỳ này đến cái ngày lễ Phật đản, gọi là tới cái dịp nào đó, để em mua những con vật đi phóng sanh được không? Cái mục tiêu đặt ra là phóng sanh khoảng 5.000 con vật vậy đó. Thì lúc đó thì có lẽ như Chen đã, lúc đó Chen cũng đã hiểu được phóng sanh như thế nào mới là đúng rồi. Cho nên Chen không có ủng hộ cái vấn đề đó. Bởi vì sao vậy các bác, các anh chị biết không? Mình phóng sanh có một điều lạ như vậy nè. Họ suy nghĩ, họ đi gọi điện tới một cái chỗ mà chuyên gia nhốt những con này con kia đó, họ đặt hàng. Bây giờ Chanh chia sẻ những vấn đề này cho cô bác anh chị thấy coi cái nào đúng, cái nào sai nha. Rồi mình cùng nhau mình chia sẻ rộng rãi cho mọi người nha. Thì khi mà mình biết là ok, cái mùa này mình dùng khoảng 20 triệu đi. Chanh nói vậy, cho nói đại khái vậy đi, cho cái mùa phóng sanh này. Thì chắc chắn như cái em nó nói với Chen là mình sẽ phải gọi điện tới một cái chỗ đó chuyên môn là bắt những con này con kia đó, rồi mình đặt hàng á. Tôi muốn đặt khoảng 5.000 con cá trê hay cái gì, Chen thí dụ vậy. Vậy thì Chen thấy á, có anh chị thấy một cái điều vô cùng tai hại không? Cái đó đâu phải là phóng sanh nữa đâu. Và bây giờ cái vấn đề phóng sanh này
nó đã được khuếch đại lên thành một cái nghề nghiệp, thành một cái nghề, rồi con người lợi dụng cái đó để kiếm kiếm tiền và lợi dụng cái lòng từ bi này thành một cái suy nghĩ lệch lạc đi, rồi vô tình đã tiếp tay cho những cái chỗ mà đi săn bắt con này con kia, bất cứ con gì, từ con ốc, con sò, cái gì cũng được, miễn là cứ săn bắt về rồi nhốt ở trong đó, rồi sẽ có người gọi điện tới đặt hàng 5.000 con hay 10.000 con gì đó, rồi cái đợt này sẽ đi với thầy nào đó đi ra ngoài cái sông hay biển gì thả. Quan chị thấy nó thành ra nó sai lệch rồi, nó không còn đúng với cái nghĩa phóng sanh nữa. Chen bữa nay Chen sẽ Chen hiểu được cái gì, Chen chia sẻ cái đó, cho nên Chen mới rất là mong cô chú bác hãy vào chia sẻ chung với Chen với nghe. Ngày cuối năm rồi mình cần làm những cái chuyện mà hướng về cái tâm từ bi của mình cũng rất là tốt, mình buông xả, mình coi như mình sám hối vậy đó. Trong cái năm nay mình làm cái gì không đúng thì năm tới mình bắt đầu thành một con người mới. Thì từ bi là cái gì? Từ bi là chữ từ, là giống như là Chen hay nói là mình muốn nhìn thấy mọi người chúng sanh đều an lạc hết á, cho nên cái từ bi là cái lòng thương xót, là cái lòng thương mà thương từ cái đáy lòng của mình, thương thật. Thương là giống như nó bao la, một cái tình thương hoàn toàn, nó không có ích kỷ trong đó nữa, nó không có một cái mục đích gì riêng cho cá nhân mình nữa, tức là cái tình thương, cái lòng thương xót với tất cả chúng sanh, không có riêng gì con vật không, tất cả mọi muôn loài trên cái thế gian này đều rất cần cái lòng từ bi, lòng thương xót của mọi người. Đó là một cái tình thương vô cùng rộng lớn, phải không cô bác các anh chị? Nó làm cho mình trở thành những con người cảm thấy an lạc từ trong cái tâm rồi, không cần phải đầy đủ vật chất, tiền tài, địa vị gì hết á. Nếu mình nuôi dưỡng cái lòng từ bi thì mình sẽ cảm thấy mình đã nhẹ nhàng thanh thản từ ngay cái lúc đó rồi. Cho nên đạo Phật là cái đạo được xây dựng trên cái nền tảng từ bi và trí tuệ. Cái đó là những gì cho anh hiểu được. Và cô bác các anh chị biết không, mà trong đó đó cái vấn đề phóng sanh á là một cái điều dễ thực hành nhất để nuôi dưỡng cái lòng từ bi của mình. Lòng từ bi nó có nhiều cách để mà mình thực hiện nó, nhưng mà cái phóng sanh á là cái mà dễ nhất. Bởi vì sao vậy? Bởi vì trước mặt của mình gặp bất cứ một con vật gì nó đang bị bẫy, bị gì đó mà mình có lòng mình thương nó, mình muốn cứu nó đó, thì mình muốn thả nó ra cho nó tự do, nó là đơn giản như vậy thôi. Nó thật sự phóng sanh nó rất đơn giản, phải không cô bác anh chị? Nó không có cái gì mà nó cầu kỳ mà nó cao siêu hết á. Bây giờ không phải con vật không, bất cứ cái loài gì, con người cũng vậy. Mình thấy họ tội nghiệp quá, họ sắp bị giết hại, sắp bị giam cầm, sắp bị cái gì đó bắt nhốt cái gì đó, tự nhiên mình thấy mình thương họ, mình muốn họ được tự do giống như mình. Đó cũng là cái lòng từ bi rồi, và đó cũng là phóng sanh rồi đó. Chứ không phải là nói là nhiều người bây giờ rất là lầm, sai lầm. Và Chen cũng muốn nhắn luôn cho cái chú là cũng phản đối cái lời nói của Chen, là Chen tôn trọng chú, bởi vì ai cũng có suy nghĩ riêng. Và chú nói là chú đang làm cái công việc đó, chú đang làm cái công việc phóng sanh này, cho nên Chen nói như vậy là sai, không đúng. Chen biết là cái gì sai thì Chen sẽ sửa, nhưng mà cái gì mà Chen không sai á thì Chen sẽ tiếp tục nói. Cái tánh của Chen là vậy, và Chen cũng lì lắm à. Và cô bác các anh chị biết không, thật sự ra tại sao mình phải có lòng từ bi và tại sao mình phải phóng sanh, không phải phóng sanh để cầu mong cái gì cả, cái đó là sai rồi. Khi mà mình làm một cái việc thiện mà mình nói là kỳ này tôi thả mấy con chim này ra, tôi cầu cho tôi được cái gì đó, là cái đó cũng không phải là từ bi phóng sanh nữa rồi. Và con người mình đang bị cái này đây, mình đang bị dướng mắc vô cái sai lầm này rất là lớn. Tức là mình mong cầu, mình giúp người, mình thả vật, mình muốn nó được tự do, được sống như mình mà mình mong cầu, thì cái đó nó không còn là phóng sanh nữa đâu cô bác và các anh chị, và nó không đem lại cái phước đức gì cả. Cái phước đức thật sự nó chỉ có khi mà thật cái tâm của mình vô cùng trong sáng, không không vụ lợi, không vì một cái gì của mình cho mình cả, không vì một cái lợi lộc gì cho mình cả, thì chắc chắn cái điều đó nó sẽ đem lại cái phước đức rất là lớn. Mà mình cũng không mong cầu nữa, mình cứ làm đi, mình thấy tốt thì làm, thì tự nhiên á, như Chanh nói đó, nó là một cái điều vô cùng trong sáng, và nó phải hồn nhiên, nó trong sáng, nó vô tư lợi thì nó mới đem lại cái phước đức cho mình. Và bây giờ thì Chanh biết có lúc hồi nhỏ Chanh cũng mê lầm vậy, hồi nhỏ mình đâu có đủ cái kiến thức để hiểu được cái này cái kia, cho nên mình có lúc mình cũng làm sai vậy. Chen cũng đi tới những cái chỗ mà nhốt con này con kia, Chen nghĩ rằng
Chanh nghĩ rằng cái đó là cái nghề của họ. Hồi nhỏ Chanh nghĩ vậy đó. Chắc cái nghề này nghề đi bắt săn bắt của họ. Rồi mình muốn thì mình mua lại mình thả thôi. Bây giờ có một người chú đó cũng đang bị mê làm cái đó đó. Tại vì chú nói với Chanh là cái người đi bắt cũng không có tội nữa. Cái người đi mua lại thì cũng là gọi là phóng sanh luôn. Chanh thấy cái này hơi bị sai sai tí à. Chanh tôn trọng chú nha. Trước khi Chanh nói, có thể chú đang nghe cái chương trình này, nhưng mà Chanh rất tôn trọng nha, bởi vì chú cũng lớn tuổi rồi. Và Chanh chỉ muốn rằng mỗi người đưa ra một ý kiến, mình thấy cái gì hay, cái gì đúng thì mình phải làm theo. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nó phải xuất phát từ cái tâm trong sáng, trong sạch, chứ không phải là kinh doanh vụ lợi nữa thì không đúng. Và ở trong cái chánh pháp, trong cái đức cái sách của Đức Phật có nói đó, người ta nói là mình xây một cái ngôi chùa không bằng cứu một sinh mạng, phải không cô bác các anh chị? Xây một ngôi chùa mình nghĩ rằng sẽ được tạo được phước đức nhiều, phải không? Nhưng mà cứu một mạng người còn hơn xây một ngôi chùa nữa. Cho nên cái công đức mà phóng sanh đó, nó vô cùng, nó thù thắng lắm, tức là nó nhiều, nó đem lại nhiều lắm. Nhưng phóng sanh như thế nào, nó cái đó mới là cái quan trọng. Còn phóng sanh thì ai cũng nghĩ rằng ơi tôi bắt vô tôi thả ra thì cái đó là phóng sanh. Chen chen cũng nhiều người hiểu vậy chứ, chen cũng tôn trọng tại vì cái đó là suy nghĩ của họ. Nhưng mà mình phải cùng nhau lên tiếng coi cái gì đúng, phóng sanh như thế nào mới đúng chánh pháp, mới đem lại cái lòng từ bi giống như là cái phước đức cho mình thật sự. Có nhiều người đó, thì một người, những người Phật tử luôn đó, cho nói là những người Phật tử nghe, tại vì những người Phật tử là những người đã quy y Tam Bảo rồi, thì gọi là Phật tử, thì họ cứ đi mua chim cá rồi đó, rùa rắn gì đó, thì họ đem về phóng sanh. Nhưng mà có một điều gì nữa, họ cũng sai lầm nhiều nhiều chỗ lắm, tức là họ đi lại chỗ đó họ mua, mua xong rồi họ còn đi nhờ ông thầy, đợi tới ngày nào đó, tới cái ngày lựa ngày lành tháng tốt gì đó Chan không biết, rồi nhờ ông thầy rồi đó làm phép làm bùa gì đó, đọc kinh cầu nguyện gì đó Chan không biết luôn. Chan không có rành mấy cái này tại vì Chan không có làm cái kiểu này, đây là suy nghĩ riêng của Chan thôi. Và họ phải chờ, họ chờ, nếu mà ông thầy đó ông lỡ ông bận ngày đó thì những cái số con chim chóc đồ họ mua đó họ nói là ok nhốt lại đi, tôi đợi tới ngày đó, đợi thầy đó đi với tôi được, thầy đó phải làm phép làm màu gì đó, đọc kinh cầu nguyện gì đó thì xong rồi tôi mới phóng sanh. Như vậy thì cô bác anh thấy không? Đó là sự thật thực tế luôn mà Chen đã chứng kiến rồi. Họ đã đi mua những con đó xong, con chim, con cá rồi xong. Họ chờ, chờ thầy đi cầu nguyện. Rồi nếu mà thầy bận, họ lại nhốt những con đó qua đêm, qua những ngày hôm sau mà không có ai chăm sóc cả. Rồi khi đợi tới cái ngày mà ông thầy ổng mà rảnh á thì nhìn lại mấy con chim, mấy con cá nó bị ngọt, nó cũng chết hết, ta nói gỡ một gần nữa rồi. Rồi xong cái cũng còn lại một số thì mới đi đi đem ra ngoài sông, đi thả, đem ra ngoài đồng thả chim, thả cá. Rồi mỗi người quỳ xuống chắp tay cầu, cầu cái này, cầu cái kia, cầu cho con bữa nay mua may bán đắt, cầu cho con có sức khỏe, cầu cho con trúng số, mỗi người cầu một cái. Thì cô bác anh chị nghĩ đi, cái đó có đúng không? Chen rất là mong cô bác anh chị nói với Chen coi làm như vậy có đúng không? Có cái thật sự là mình có thật sự hiểu đúng cái nghĩa phóng sanh là phải xuất phát từ lòng từ bi không? Từ cái lương tâm của mình thương xót khi gặp một con vật nó bị nạn, rồi mình cứu nó. Nhưng mà mình có làm đúng chưa? Hay là mình đã rõ ràng, mình đã vô tình, mình không khi mình đang nghĩ là mình đang làm việc tốt, mình vô tình lắm, mình vô tư lắm, mình nghĩ là mình đang làm tốt rồi. Nhưng mà con vật đó cũng đã bị giết, bị chết, cũng do chính cái bàn tay của mình đã tiếp tay trong đó. Vậy thì đối với Chen á, Chen cái suy nghĩ của một đứa con cháu như Chen thôi, Chen thấy nó thật sự nó không đúng với chánh pháp, và những gì Đức Phật dạy nó không có đúng như vậy. Cho nên cô bác anh chị biết không, mình phóng sanh mình phải xuất phát từ lòng từ bi, cũng không có mong cầu gì cả, không có tư lợi. Đừng có cầu là phải sống thọ, cầu may mắn, cầu giải trừ bệnh tật, cầu siêu, cầu cái này cầu cái kia. Cái đó nó không phải là cái thật sự từ cái tâm phóng tâm từ bi và muốn phóng sanh. Phóng sanh bằng cái tâm là chẳng cần ai biết cả. Không cần ai biết cả, cũng không theo phong trào gì cả, cũng không có chạy theo cái danh muốn để người ta khen ngợi mình phô trương lên, mình quay phim, mình làm rình rang lên để người ta tôn vinh mình lên. Đối với Chen thì Chen cái này suy nghĩ riêng của Chen thôi nha. Các bác anh chị, nhiều người họ nghĩ rằng
họ theo phong trào nào đó, rồi họ quay phim chụp hình, họ đem lên để được tiếng tăm gì đó, để nói tôi là những người từ bi. Đối với Chen, một cái tâm từ bi nó không có khởi, nó phải khởi lên từ một cái tâm trong sáng và không vụ lợi, không màng danh lợi gì cả. Đó mới thật sự là đem lại cái phước đức cho mình, mà phước đức đó vô cùng lớn, vô cùng thù thắng. Chen cũng hiểu được một số ít là về những cái sách Phật đó cô bác các anh chị. Phóng sanh là gì? Sống sanh là muốn những cái loài đó được tiếp tục sống, được tự do, được bay nhảy, bay chạy, được sống với cái số mệnh của nó, phải không? Còn bây giờ mình phóng sanh mà mình theo phong trào nào đó, mình cùng với nhau làm một nhóm nào đó thì cũng tốt, nhưng mà nó trở thành như là một cái điều đó sắp đặt, một cái điều sắp đặt. Tức là bây giờ cái nhóm của tôi đã để dành được 10 triệu rồi, tôi gọi điện tới cái chỗ bán chim bán cá nghe, tôi đặt hàng đó. Các anh chị nghĩ không, bây giờ cha nói thực tế luôn á, bây giờ là hiện tại nó đang là như vậy đó. Và có những người đã trò chuyện trực tiếp với Chen, nói là ừ Chen ơi, Chen có thể đóng góp trong cái mùa phóng sanh này được không? Chen sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Chen cũng giúp đỡ người nghèo ở trong nước Việt Nam nhiều lắm. Nhưng mà cái vấn đề phóng sanh này Chen thấy nó có cái gì đó nó chưa đúng, và Chen không có tiếp tay cho cái chuyện này. Và tới giờ này cũng đã có những cô chú nhắn cho Chen là à, cô chú đồng ý với suy nghĩ của Chen, nói cái đó là cái sai. Chúng ta đang sai rồi, cô bác anh chị, chúng ta làm sai rồi. Mặc dù mình thấy con vật bị nhốt, mình thả ra, đó là điều tốt. Nhưng mà mình đã vô tình, mình tiếp tay cho những người họ đã cố tình, họ đem cái chuyện đó đi làm cái chuyện kinh doanh, họ mua bán đi. Rồi người có tiền thì muốn phô trương mình lên, muốn tiếng tăm, muốn làm cho người ta như mình nổi tiếng đó mà. Thì cái đó đâu có còn gọi là cái tâm từ bi nữa. Cái đó nó đã gọi là cái vụ lợi rồi. Thì lúc đó Chen nghĩ nó không có phước phần gì đâu. Nên thật sự mình không nên làm như vậy đâu cô bác, các anh chị đừng có tốn tiền để mà làm những chuyện sai trái này. Cái đó là mình sai rồi. Và cô bác và các anh chị biết không, Chen chia sẻ một chút xíu về cái vấn đề là phóng sanh thì phải sống phóng sanh như thế nào. Rồi có những cái cuốn sách viết rất là hay, Chen có đọc qua cái gì thì Chen chia sẻ cái đó, và cô bác các anh chị chia sẻ thêm với Chen nghe. Mình phóng sanh á, đơn giản bây giờ Chen, thí dụ Chen vô chợ đi, một cái ngày tình cờ vậy đó, Chen đi vô chợ thì Chen thấy mấy con rùa hay mấy con ba ba gì còn nhỏ xíu à thì bị bắt nhốt đó, thì Chen cảm thấy tội quá, tự nhiên Chen khởi cái lòng thương đi, cái Chen nói ừ cô ơi, cái này bán làm sao vậy, cho con mua hết được không đó. Rồi Chen mua hết cái đống cái con rùa hay con ba ba gì đó vậy đó. Chen cũng âm thầm, Chen đi ra một cái dòng sông, một cái chỗ nào đó Chen thấy an toàn, cái nơi đó an toàn cho nó, thì mình âm thầm mình thả xuống thôi, cũng không cần ai biết cả đó. Thì đó thật sự là cái tình thương thật, cái lòng từ bi thiệt. Còn bây giờ cô bác các anh chị biết không, khi mà mình vô chợ thì mình khởi cái tâm từ bi, mình cũng không cần ai biết đâu, mình không cần nói là ừ con ngày nào còn nói vậy nữa, cô ơi ngày mai cô có nữa không, cô có mấy con này nữa không, con tới con mua nữa nghe. Thì lúc đó nó khác nữa rồi, lúc đó nó thành khác rồi, nó không. Chen mong là cô bác anh chị hiểu được những gì Chen đang nói. Mình vô tình mình đã sắp đặt cái tâm từ bi của mình, mình hỏi cái cô đó ừ ngày mai cô còn có hàng này nữa không, ngày mốt cô còn có hàng này không, thì người ta sẽ đi kiếm hàng, người ta sẽ đi săn bắt nó để ngày mai người ta bán cho mình để kiếm tiền. Cái đó nó không gọi là phóng sanh nữa rồi cô bác anh chị, nó sai rồi. Thật sự ra nó vô tình đó, mình trên đường đi nè, mình gặp một cái con chim nó bị mắc bẫy, mình gặp một cái con cá nó bị mắc cạn, tự nhiên mình thấy thương nó rồi mới thả cho nó sống. Đó là phóng sanh thật sự, đó là chiều phóng sanh thật sự, mà không cần phải ai thấy ai biết cả, âm thầm mà làm. Cái tâm đó trời Phật nhìn thấy hết à. Còn bây giờ Chen vô chợ, nhưng mà hôm sau Chen lại hỏi cô đó còn không, rồi ngày mai cô có hàng nữa không, là lúc đó khác rồi. Lúc đó nó khác rồi. Mặc dù cái cô nó sẽ nói rằng ừ cái con bé này nó lương thiện quá ta, nó thương con vật quá, để ngày mai tôi đi bắt nó về tôi bán cho nó để nó đi phóng sanh. Thì hóa ra mình cũng vô tình, mình cũng nghĩ là mình từ bi đó, nhưng mà mình đã vô tình, mình đã tiếp tay để cho những con người khác họ có cơ hội đi săn bắt nó, mà trong khi đó những cái con rùa, những cái con ba ba đó nó đang sống tự do ở ngoài trời, không khí của nó, môi trường của nó. Tự động cái mình vô tình mình để cho người ta đi bắt nó về, rồi mình bỏ tiền ra mình đi mua, mình nói mình phóng sanh, như vậy còn tốt không?
không tốt phải không quá các anh chị? Chan chỉ có những cái lời lẽ nó bình dân, và nó Chan không muốn mang qua què lá hẹ gì hết á. Chan thích mộc mạc, Chan có sao Chan nói vậy, mà Chan mong cô bác anh chị hiểu được những gì Chan nói. Và nhất là những ngày Tết này nè, những ngày Tết nè, hoặc là rằm tháng Giêng tới nè, qua Tết xong rồi tới rằm tháng Giêng, rồi rằm tháng 7, rằm tháng 10 là những cái rằm lớn ở trong năm. Thì đa số những cái người họ cũng lương thiện đó, họ bắt đầu họ đổ xô, họ mang xô chậu lòng rồi đó, đi thả những con chim, con cá, con rùa để mà phóng sanh. Thì thật sự nó là một cái hành động Chan thấy nó đẹp lắm. Thật sự mình đem những con vật bị nhốt, mình đem đi thả nó là một hành động rất là đẹp, phải không cô bác các anh chị? Nó thiêng liêng lắm. Bởi vì sao vậy? Chan thấy thương con vật mà mình còn thương mà, phải không? Đừng huống chi con người. Những người mà có tâm từ bi rồi đó, họ sẽ đối xử với những người xung quanh rất là tốt, họ không làm chuyện ác được. Cái đó là điều tốt, cái đó là một hành động rất là tốt, đó là cái điều thánh thiện mà chúng ta cần phải phát huy nó. Nhưng mà phóng sanh như thế nào, cái đó nó mới là cái quan trọng. Chan nói rồi, Chan rất khuyến khích cô bác và các anh chị và các em, mình làm được cái gì, mình cứu sinh mạng được của con vật nào, bất cứ cái gì trước mặt của mình thấy thì mình cứu. Cái đó là điều mà Chan lúc nào cũng muốn cô bác các anh chị hãy làm, hãy cho cái tình thương đó nó tăng trưởng lên mỗi ngày, rất là điều tốt. Nhưng mà bên cạnh đó mình cũng phải nói rõ ra để cho những người khác được hiểu phóng sanh như thế nào mới là đúng. Còn bây giờ Chan thấy ở trong nước Việt Nam thì thôi hỏi oi rồi, hỏi oi rồi. Thật sự ra Chan thấy nó đã bị lệch, sai lệch rồi. Con người đã gọi là mê tín dị đoan, vụ lợi, mong cầu để làm mất đi cái ý nghĩa tốt đẹp thật sự của cái việc phóng sanh. Nếu mà phóng sanh không đúng cách đó, chúng ta sẽ không bao giờ có phước báo gì cả, mà còn vô tình gây ra một cái nghiệp sát, tức là nghiệp sát sanh. Trong khi đó mình nghĩ là mình phóng sanh để cứu cứu sinh mạng con vật, nhưng mà mình đã vô tình mình gây cái nghiệp sát sanh mà mình không biết. Cô bác anh chị biết không? Phóng sanh đó, đừng có quan trọng bất cứ một cái gì cả, đừng có số lượng con này bao nhiêu, hình thức như thế nào, rồi đừng có sợ người khác nhìn người khác giống như bắt bẻ rồi rồi cho ý kiến này ý kiến nọ, rồi cũng phải tìm hiểu cái môi trường sống của con vật nó sống làm sao, cũng không cần xem ngày tháng gì hết á, không cần phải. Đối với Chen nha, làm một việc tốt không cần coi ngày, ngày nào cũng là ngày tốt để mà mình làm hết á, cần gì phải đợi tới dịp gì lễ gì để cầu cái gì, cầu siêu, cầu an, cầu thọ, cái đó là sai rồi. Nếu mà thật sự người có tâm từ bi không cần ngày gì đâu, Chen suy nghĩ như vậy đó, không cần phải đợi ngày gì hết, ngày nào cũng là cái ngày để mình từ bi được hết á. Cô bác và các anh chị biết không, có những người họ phóng sanh họ quá coi trọng về hình thức đi, họ mua chim cá, nhưng mà rồi họ hình thức là sao, là họ chờ phải có thầy rước thầy này thầy kia để làm lễ gì đó rườm rà, giống như Chen đã từng thấy rồi nha. Có cái đoàn đó đi phóng sanh phải chở theo mấy người thầy, rồi ra ngoài đó gõ mõ tụng kinh cầu cái này cầu cái kia, rồi bắt đầu làm như cái tiến hành những cái nghi lễ đó, mà rườm rà câu nệ hình thức quá chấp. Con người của mình á, mình đã bị chấp quá rồi, mình chấp vào cái hình thức quá rồi. Thật trong khi đó những con vật nó đang bị nhốt á, nó đang cần để có không khí để thở. Những con cá thì cần có nước để mà sống. Mình cứ ngồi đó mình câu giờ, mình đợi tới đúng giờ, đúng ngày, rồi đợi ông thầy phải tụng xong rồi mới thả nó xuống để được cái gì đó. Có anh thấy không? Nó đâu có đúng nữa đâu. Những con chim, con vật nó đang bị nhốt đó, nó đang vô cùng sợ hãi, phải không? Nó ngột ngạt, nó sống trong một cái chuồng nó nhỏ xíu à. Rồi nó tù túng, nó bị giam cầm mà. Mình phải nhanh nhanh thả được thì nhanh đi, không cần phải ngồi chờ thầy đâu gõ mõ tụng kinh cái gì. Có anh chị, có cái đó là gọi là đối với Chen á, Chen biết Chen nói này ra sẽ có những cô chú bác là không đồng tình với Chen đâu, nhưng mà Chen không có ngại, bởi vì cái tâm của con người nếu thật sự là tốt á, không cần phải câu nệ hình thức gì cả, cũng không thần phải có thầy thầy chúa gì đó mà tụng kinh gì cả. Những người thầy đó cũng phải nghiệm lại cái lòng từ bi của mình. Trong khi đó những con vật đó nó bữa nay thì mua rồi nhốt rồi, mấy người Phật tử, thầy ơi bữa nay thầy rảnh chưa, thầy đi cùng con làm lễ phóng sanh được không?
Ê, trời ơi con ơi, bữa nay thầy bận quá, thôi đợi ngày mai đi, để sắp sắp xếp thầy đi đó, nhốt nhốt mấy con đó thêm ngày nữa. Ừ, mấy con đó cuối cùng cũng có con chết ngạt trong đó, chết đói chết khát, vậy còn gì nữa mà phóng sanh gì nữa. Ở trên nói trên viết trên nói ra bị chửi bị chửi hoài à, cái số trên nó vậy á, tự nhiên bị chửi hoài à, nhưng mà trên cũng cười hề hề à. Trên chỉ mong rằng cô bác anh chị và các em cùng với trên mình nói lên những cái gì đúng đắn cho con người, mình đừng có u mê nữa, mình sống cho nó đúng, mình có thật sự có công 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 phước đó, công đức đó tốt cho mình chứ không phải cho ai, ai làm nấy hưởng à, phước của ai nấy hưởng à, không có ai hưởng phước của ai được hết á. Cho nên mình làm đúng thì mình hưởng phước, mình làm sai thì mình sẽ chịu quả báo của cái nghiệp lực của mình đó. Chỉ vậy thôi, đơn giản là vậy, ai tự động cái tâm của mình thì có phước của người đó. Và còn cái vấn đề nữa, bắt đầu quan tâm hình thức phải không, hình thức xong rồi phải không, phải có thầy đồ này nọ phải không, làm lễ rồi ôi rườm rà đó, tới đủ thứ chuyện hết rồi, số lượng nữa, bắt đầu tới số lượng nữa. Thường thường mấy cái ngày này nè, bắt đầu có cầu siêu, cầu an đầu năm gì đó, cầu ta nói cho người chết người sống gì cũng cầu hết, cho anh cũng thấy chứ. Rồi mới tới mấy cái chỗ mà bán chim bán cá bán lương bán đồ đó, cái gì con gì cũng có, cho anh thấy con ốc cũng có nữa, cái con gì cũng có đó. Thì có cái trường hợp là thai gì á, nhiều người á lạ lắm, nói là thấy trước mắt vậy, mấy con vật vậy bị nhốt vậy, không có chịu nhìn, là nói là thôi thay vì cái tiền này tôi mua được 5 con cá lớn đi, thì không chịu lấy cái tiền đó mua được 20 con cá nhỏ để làm chi vậy, để có công đức nhiều hơn tức là ý nói là họ nghĩ rằng cái này có 5 con à, mà hết cái số tiền này là con cá bự quá biết không, rồi họ nói thôi vậy tôi mua 20 con cá nhỏ đi, để cho nhiều sinh mạng hơn, để được nhiều công đức hơn. Thì cô bác anh chị thấy có phải mình đang sai lầm không? Phải không? Mình đang sai lầm nhiều lắm đúng không? Mình nghĩ vậy rồi mình nói mình tốt đúng không? Mình nói thôi, thay vì mình cứu có 5 con cá lớn à, vậy mình cứu 20 con cá nhỏ đi. Cái đó cũng là cái sai. Tại vì sao? Mình đã chấp chấp vào cái gì? Cái số lượng này nọ nữa. Mới đầu hình thức xong tới số lượng. Mà trong khi đó không có hiểu rằng khi sống phóng sanh nó xuất phát từ cái lòng từ tâm, cái lòng thương. Khi thấy con vật nó bị nạn, mình cứu nó, hoặc là thấy con vật sắp bị giết thì mình bỏ tiền ra mình mua chuộc nó để cứu mạng sống của nó, chỉ đơn giản là vậy thôi. À, cho nên bây giờ mình gọi là như trên nói nãy đó, ừ cho tôi gọi điện tôi đặt cái giựa chim cá nha, tôi đặt hàng tôi thấy 5 con chim sẻ đi, rồi 5.000 con cá trê cho thí dụ vậy. Rồi sao, trời ơi cái ông chủ giựa đó ông nói rồi vô mánh rồi, có người đặt hàng rồi, ok sai lính lát đi đi ra đồng bắt bảy ra đồng bắt mấy con chim đang bay trên trời vậy, rồi bảy nó vô để cho đủ số lượng đó. Qua cho thấy không, vô tình mình làm gì, vô tình mình đã tiếp tay để gì, giết hại chúng sanh thì có chứ phóng sanh cái gì. À, rồi cái công đức mình có được nó đâu có phụ thuộc vào cái số lượng bao nhiêu. Nó nhiều người sai rồi, bây giờ cha nói như nãy, cha đi trên đường cha gặp một cái con cá nó bị nhảy lên cạn, nó bị chết cạn đi, nó đang ngoi ngóp vậy thì mình lấy nước mình cứu nó, thì một con hai con gì cũng vậy à, nó chỉ cần xuất phát từ lòng từ tâm thật sự thôi. Chứ bây giờ đâu có phải nói rằng ôi tôi kỳ này tôi thả tới 5.000 con là ngắm tôi công đức vô lượng lắm á, sự đẹp đặt hàng thôi chết mò rồi. Cái này là thấy cho thấy nó hơi sai sai rồi đó, nó sai rồi đó. Rồi sau đó làm sao, quỳ xuống ra phóng sanh, phải quỳ xuống cầu, cầu cho con mua may bán đắt, cầu cho con sống thọ, cầu đủ thứ chuyện cầu trên đời hết, thì làm gì có mà phước đức nữa, có gì không có phước đức gì nữa đâu. Tin trên nói đi, phước đức nó không có như vậy. Trên biết cô bác anh chị sẽ hiểu biết hơn trên nhiều, và trên chỉ là một đứa con cháu thôi nha, trên cũng hiểu được là cái làm những chuyện này là sai rồi. Con người của mình đã dính vào cái tội rồi, mong cầu cầu cái này cầu cái kia rồi còn mê tín dị đoan nữa, phải là con này con kia, số lượng này số lượng kia, thầy này cúng bái thầy kia, rốt cuộc rồi mình đã làm sai mà mình không có biết. Rồi đừng có sợ cái gì nữa cô bác anh chị, phải không? Chen thấy nha, có nhiều người nghĩ rằng con người mà bắt đem bắt cái con chim nó đem về nhốt á thì người khác đi mua á là đúng, đối với Chen thì Chen không cho nó là đúng, Chen nói nó là sai. Bây giờ Chen sẵn sàng bị nghe chửi, Chen nói làm vậy là sai rồi.
mình rõ ràng, mình biết là mình có lòng từ bi, mình thấy con vật bị nhốt mình thương, nhưng mà khi mà mình gọi điện mình đặt hàng như vậy thì cái người bán á, họ sẽ đi lấy lưới ra họ đi bẫy, cái đó là mình đúng hay mình sai? Người ta coi đó là một cái chuyện kinh doanh rồi, người ta ra đồng người ta bẫy mấy con chim, người ta đi xuống ruộng xuống đồ người ta bắt mấy con rùa, trong khi đó nó đang sống tự do vậy đó. Rồi giờ mình nói là mình đi mua lại thì mình cũng cho mình là đúng nữa, nếu không có người mua thì làm sao có người bán? Mình đã tiếp tay và mình không không chịu, có như là mình hơi cố chấp đó các anh chị, mình cố chấp đi, mình bị mê lầm đi, mình không có hiểu được cái cội cái gốc của cái việc phóng sanh là nó như thế nào. Con vật nó đang sống bình thường mà, nó đâu cần mình phóng sanh. Cũng giống như là cho nói ví dụ đại cho cô anh chị cười chơi á, giống như ở trong Sài Gòn miền Nam Việt Nam vậy đó, ủa tôi đang sống sung sướng mà tôi đâu có cần giải phóng. Giống vậy á, y chang vậy á, cho nói vậy cho dễ hiểu đi, ủa tôi đang sống bình thường mà, tôi đang được thở không khí trong lành mà, tôi đang con cá thì được sống dưới nước, được lội cho rộng rãi trong cái hồ, còn con chim được bay trên bầu trời, nó sống với gia đình của nó cũng có vợ có con nó vậy, nó tự động tôi đâu có cần anh đi phóng sanh. Tự nhiên anh bắt anh nhốt tôi lại rồi anh đi bỏ tiền ra anh mua, anh nói tôi đi phóng sanh rồi anh đi cầu phước này vào cầu phước cái kia, cũng giống như Sài Gòn vậy đó, ủa Sài Gòn tôi đang có ăn có mặc mà, tôi đang chạy xe hơi không mà sướng gần chết luôn, tự nhiên anh nói anh vô giải phóng tôi, giải phóng cái gì? Giống vậy y chang vậy đó, ở trên thấy là mình sai mà có nhiều người không có hiểu, họ cố chấp lắm. Và cho nói đó có nhiều người nha, còn những con người nè làm những cái chuyện sai nè, họ đi họ nghĩ rằng họ đi tìm đủ mọi cách để họ bắt nó, phải không? Họ giăng bẫy ha, có người nha họ còn xài những cái lưới điện nữa nha, cô bác bà các anh chị, cái lưới điện á, nhưng mà họ sử dụng cái điện áp á, nó không có cao quá để không có chết cái con chim, cho anh cũng đã thấy luôn rồi, chỉ có mấy con chim nó chỉ giống như nó bị yếu thôi, rồi nó không có bay được nữa, nó cái cánh của nó yếu rồi không có đủ sức nữa thì rồi bỏ vô cái lồng nhốt, đủ thứ chuyện hết á, đi câu đi lưới đi bắt cái gì cũng có chuyện xảy ra, để làm chi? Để mà đi bán cho những người đi phóng sanh. Rõ ràng nếu mà mình không có mua thì làm sao có người bán? Các anh chị nghĩ có phải không? Nếu mình cùng đồng loạt với nhau á, mình lên tiếng, mình nói ừ cái trường mình làm hành động đó là mình sai rồi. Con chim nó đang sống tự do mà bắt nhốt nó cái gì? Rồi đi mua lại phóng sanh rồi cầu phước đâu, sao có phước được? Cô bác anh chị hiểu ý trên đang nói không? Nhiều người cứ cho cái chuyện là đi bắt nhốt rồi người kia mua là đúng, Chen thấy không có đúng rồi đó, đối với Chen là không đúng rồi đó, cái đó là mình đã tiếp tay làm sai rồi, có khi những con vật đó nó chưa kịp được phóng sanh nó đã chết trong lòng rồi, phải không? Thiếu gì con nó bị chết ngọt rồi, rồi có con á hả, khi mở cái lồng ra nó bay không nổi, mấy ngày nay nó bị chết khát chết đói, bao nhiêu ngàn con bây giờ đặt 5.000 con chim, sao cho ăn hết được 5.000 con đó? Mở ra cái này nó bay thì sao? Phải nhốt nó vài ngày, nhốt vài ngày là nó đủ mệt rồi. Rồi có con mở ra hả? Bay mới cái bay bay vài cái rớt cái bụp xuống chết. Đó. Vậy vậy mà cái thực tế vậy á, mà cô bác anh chị các em nhìn thấy không? Cái đó mình đâu còn là từ bi nữa đâu. Mình rõ ràng mình hại rồi. Rồi còn phóng sanh còn phải xem ngày nữa. Đủ thứ chuyện trên đời á, tin dị đoan không à. Mê tín, mưu cầu cho cá nhân mình. Rồi coi ngày tốt, ngày xấu. Rồi coi ngày này mới có phước nhiều, ngày kia không có được đâu, ngày đó không phóng sanh được đâu, không có phước, đúng cái ngày đó mới là có phước đức nhiều. Trời đất ơi, có anh chị thấy không, nó vô cùng tai hại, nó sai rồi. Mình cần phóng sanh cái gì, mình đợi ngày nào cái gì, mình chỉ cần thấy cái con nào nó bị bắt cứ nhốt mình thương mình thả thôi, ngay cái trước mắt mình thôi, không có đợi tới ngày giờ gì hết trơn á, nó vô cùng tự nhiên, nó là một cái lòng từ bi, nó vô cùng vô tư, nó phải hồn nhiên lắm, nó không phải như là mình mưu cầu ở trong đó, mình tính toán chi ly trong đó, mình được cái này mình được cái kia là rồi. Các anh chị bất cứ làm cái chuyện gì mà mong cầu cho cá nhân lợi lộc cho mình về gì danh gì tiếng gì lợi là rồi, nó hoàn toàn không có phước đức gì cả, không có phước đức gì cả. Con người mình đừng có u mê nữa, mình đã quá u mê, mình mê tín rồi mình nghĩ rằng mình làm như vậy là mình có phước. Có nhiều người còn phô trương lên, nào là đi chụp hình quay phim đồ lên để cho mình có tiếng tăm lên, trong khi đó cô bác bà các anh chị biết hả, làm chuyện thiện đâu cần ai biết mới có phước nhiều, còn mình làm việc thiện mà mình muốn người ta biết, mình muốn nổi tiếng,
để cho người ta biết mình thiện, mình mất đi phước đức rất nhiều. Mà con người của mình đã bị mê lầm mà không nhận ra, là cũng vì sao vậy? Là tại vì mong cầu quá nhiều, mê đắm. Như cha nói đó, tham, tham lam, tham gì? Tham danh, tham lợi, tham cái gì? Tham cái gì tốt đẹp cho mình, nên làm những cái chuyện nó thành tinh dị đoan, không còn nữa. Rồi có những cái vấn đề nó vô cùng tiêu cực ở trong cái xã hội Việt Nam, cha đã thấy rõ rồi. Cô bác anh chị có biết không, ở bên nơi cha đang ở nè, ở đến cái nước phương Tây á, họ đâu có phóng sanh gì đâu, họ cũng đâu có đi cúng bái gì đâu, họ cũng đâu có đốt vàng mã gì đâu, mà tại sao thấy nước của người ta có phước quá, con người sống văn minh, rồi có ăn có mặc, được đi đây đi đó, nước này nước kia, đi đâu người ta cũng tôn trọng. Nhìn con người vô thấy họ có cái vẻ thoát ra vô cùng thanh thoát, họ sang trọng lắm, họ cũng cần cúng bái gì đâu, họ đâu có đi như bên trên nè, đâu có mấy người Mỹ họ đâu có đi phóng sanh gì đâu, đâu có làm gì đâu, mà họ có về bắt con nào đâu, họ không bắt nhốt con nào hết á. Mấy con chim chóc đồ nó rất là tự do, vô chỗ công viên ngồi thôi, ngồi một chút thôi, mấy con sóc đồ nó chạy xung quanh à. Trên cũng lâu lâu trên cầm mấy mẫu bánh á, bánh mì á, trên cũng rải cho nó lại, nó cũng ăn à, nó ngồi kế bên trên luôn à, nó không sợ gì hết á. Ở nước Mỹ là vậy á, họ đâu phóng sanh gì đâu, họ đâu bắt con gì nữa đâu, không có nhốt bắt con gì cả, mà họ vẫn có phước à, họ vẫn văn minh à, họ vẫn đầy đủ no ấm. Tại sao cái đất nước Việt Nam mình lạ vậy, đủ thứ tục lệ hết á. Ta nói này lễ kia, đi đốt vàng mã phóng sanh tùm lum tứ la, cầu phước cầu an gì, mà nó nói khổ vẫn khổ, con người vẫn bị mê lầm rồi tiếp tay cho cái ác. Bên trên nè, đâu có ai bắt con gì đâu. Rồi cô bác anh chị biết không, họ câu cá cũng vậy nữa, họ có câu cá mà họ được phép á nha, họ được cái license á, để được đi câu á, họ bắt được cái con cái họ cũng thả xuống nè. Rồi ngay cả cái con cua, cái con cua mà ở Canada, cua Canada hoặc là mấy cái con king crab rồi cũng vậy, cho thấy trong chợ họ bán toàn là con đực không. Vì sao vậy? Bởi vì họ không bắt những con cái, bởi vì họ biết họ để cho con cái nó sinh sản, nó cứ theo cái dòng đời của nó, họ làm cái gì nó cũng có lương tâm ở trong đó hết đó, cô bác các anh chị. Chứ không phải như mình cứ nghĩ rằng 5.000 con, 10.000 con để phước đức nhiều chút, cậu này cậu cái kia đi bắt nhốt đó, rồi trong cái số đó cũng bị chết nhiều. Con người mình quá là sai lầm đi. Rồi trên thấy ha, tạo điều kiện cho người ta đi bắt rồi bán về bán đó, trên thấy nhiều nhiều con á, vừa thả ra thôi là nó bay không nổi rồi, rồi có con nó bị giẫm đạp lên rồi nó tự chết ở trong cái lồng đó luôn. Cái đó là mình sai rồi, phóng sanh cái gì vậy cô bác các anh chị, tội lỗi không à. Tại vì con người của mình bị mê tín á, mê tín dị đoan, cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi cái bọn tàu cộng á, ở bên cái bọn tàu cộng á, nó mê tín dữ lắm á cô bác và các anh chị, nên nó cũng mà xâm nhập vô nước của mình nhiều. Điều đó thì chanh mong rằng nếu ai may mắn hiểu được cái gốc rễ của những vấn đề này thì chanh mong rằng mình hãy tránh đi, tránh bớt đi. Và mình hiểu được cái gì thì mình nói cho những người xung quanh mình hiểu. Làm như vậy là không đúng, làm như vậy chỉ có rước họa vô thân thôi à, tức là tạo cái nghiệp sát sanh, chứ không có phước đức gì hết trơn á. Cho nên cô bác anh chị cùng với chen mình lên tiếng nghe, mình lên tiếng cho mọi người không có hiểu được đúng cái chánh đạo, tức là phóng sanh như thế nào mới gọi là phóng sanh. Không cần cái con cá lớn cá nhỏ gì hết á, không cần phải loài gì hết, cũng cần số lượng ít nhiều gì cả, cũng cần giờ tốt giờ xấu gì hết á, cũng không cần có thầy gì lại cúng hết trơn á. Cái đó là tin dị đoan rồi. Rồi vô tình sao, ở chùa này sắp tới có phóng sanh cho nên quý Phật tử hãy đóng góp, rồi tiếp tục thêm một cái sai lầm nữa là bắt đầu sao gom tiền của người này người kia, rồi bắt đầu nó thành cái phong trào, rồi càng ngày nó càng lớn lên. Rồi họ, những người mà họ bỏ tiền á, họ nghĩ rằng họ sẽ có phước đức, nhưng mà họ đã vô tình họ chẳng có phước đức gì cả, rồi còn tiếp tay cho những cái chùa. Bây giờ sư quốc danh không à, cô bác anh chị biết không, mỗi lần mà nói đánh động cái lòng từ bi của con người á thì họ sẽ góp tiền thôi, họ đâu có ngại. Giống như cha nói nha, có nhiều người á, cha mẹ ăn thì lại tiếc tiền không cho, vô chùa đi cho những cái tiền cúng dường để mà đi phóng sanh, để làm cái gì, để làm cái gì? Cha mẹ nhà tiếc tiền không nuôi, đi vô chùa bỏ tiền vô để đi mua bao nhiêu ngàn con này con kia để phóng sanh, phước đức làm gì có. Cha mẹ là Phật tại gia mà không có thương, không lo, mà đi vô chùa
góp tiền thì không có tiếc đồng nào cả. Rồi cùng với nhau làm phong trào đi mua ngàn này con ngàn con kia, rồi nghĩ là mình phước đức, còn cha mẹ ở nhà thì không cho ăn. Con chỉ thấy không, nhiều người mình sống vô cùng sai lệch, mà Trang thấy, Trang nói tới Trang cũng thấy sợ. Trang đã nhìn thấy chứng kiến những cảnh này nhiều lắm rồi. Cái đó là những cái sai lầm không à. Rồi cô bác và các anh chị biết á, nhiều người á, họ như Trang nói hồi nãy đó, ở bên hải ngoại này nữa, Trang nói luôn có các anh chị bên hải ngoại luôn nha, chứ không phải trong nước Việt Nam không đâu. Các anh chị đó đó cũng rất là tốt bụng. Rồi có lần cũng nói với Trang luôn, nói với Trang, chị sắp gửi tiền về bên Việt Nam cho cái chùa đó để mà góp một phần trong cái việc mà đi phóng sanh. Cái Trang mới hỏi là chị nói cho Trang nghe coi bên Việt Nam làm sao. Thì chị gọi điện về, chị gặp cái ông thầy đó ở một cái chùa đó. Cái nói thầy ơi, con đã góp được 800 đô rồi. Thầy coi thì trên chắc bên Việt Nam đổi ra chắc cỡ mười mấy triệu ha cô bác và các anh chị. Thì đây là cái đóng góp của Phật tử bên này, muốn giúp thầy cùng mọi người đi mua mấy con chim chóc đi phóng sanh. Rồi cái Chen mới liên lạc được cái người bên cái chùa. Thì cái chị đó hỏi làm sao, chị làm sao? Bé Chen, chị đặt hàng xong hết rồi em. Chị đặt hàng xong hết rồi, chị tính hết rồi. Ở bên Mỹ gửi về 800 đô, bên này cũng có mấy triệu đồng của những Phật tử. Xong rồi chị gọi đến cái chỗ chim chóc đó, chị đặt rồi. Kỳ này mình phóng sanh được tới mấy ngàn con chim, với lại mấy con cá trê, cá lóc, ốc bu, cái gì cũng có hết á. Coi như là vừa đủ số tiền luôn. Cái Chen nói, Chen lắc đầu. Cái Chen mới nói với chị bạn của Chen bên Mỹ á, chị ơi, chị coi lại cái vấn đề này, có phải chị đang vô tình mình tiếp tay, mình đang làm chuyện xấu không vậy? Cái chị nói sao xấu được em, phóng sanh sao xấu được? Cái Chen nói dạ đúng, phóng sanh không có xấu. Cái tính chất của cái chuyện phóng sanh là không xấu rồi. Cái phóng sanh là đi cứu mạng người mà sao xấu được? Cứu mạng con vật, cứu mạng người, cứu tất cả cái chúng sanh ở trên thế gian này sao xấu? Nhưng mà chị nghĩ đi, chị gọi điện về, chị nói ông thầy vậy, ông thầy ấy bảo ông đi đặt hàng. Rồi đi đặt hàng rồi người ta phải đi ra ngoài đồng, người ta đi bắt mấy con chim đang sống. Rồi người ta đi ra ngoài ruộng, người ta mò mấy con ốc. Rồi tự động cái đi bỏ vô cái thao rồi bán lại cho chị. Mà trong cái đó con ốc nó đang ngoài ruộng, nó có làm gì tội lỗi đâu. Rồi bắt nhốt nó vô, rồi bây giờ mình bỏ tiền ra mình mua phóng sanh, kỳ vậy. Xong cái từ từ, cái Chen ngồi trên tâm sự với chị hồi, cái tự nhiên chị hiểu ra. Chị nói thôi chết rồi, có lẽ mình sai rồi. Thật sự là bao nhiêu năm nay mình sai rồi. Thật sự sai rồi đó, cô bác anh chị sai rồi. Làm kiểu đó là sai rồi. Ở trong nước á, thì họ có cái nghề đàng hoàng luôn, họ có cái nghề đi săn bắt. Rồi người bên hải ngoại thì tưởng là gửi tiền về để mà phóng sanh cầu an, cầu lộc đồ này nọ. Nhưng mà vô tình để cho những người ở trong nước họ đi làm cái nghề đi bắt, đi săn bắt. Mà đi săn bắt á, thì sẽ có con bị chết. Có lúc nó cũng bị chết. Nó không chích ngợp thì nó cũng bị chết, giống như là lấy đồ bắn đó, hay là lưới điện gì đó, nó cũng có con nó yếu nó chết. Đi phóng sanh gì nữa? Cái này là mình đang tạo nghiệp rồi còn gì nữa? Phải không cô bác các anh chị? Không có đúng. Nhiều người cứ nghĩ rằng làm chuyện đó là chuyện tốt. Như Trang nói hồi nãy đó, mình đâu có cần phải sắp đặt gì đâu. Mình không có cần cái gì đó, mình chỉ cần thấy con gì trước mặt của mình nó đang bị nhốt, nó đang bị đe dọa tính mạng của nó, nó đang ngột ngạt đó, thì mình đi giúp nó thôi. Đơn giản là vậy thôi. Cũng đâu có cần ai biết để làm cái gì. Đâu có cần cũng số lượng bao nhiêu ngàn con để làm cái gì. Trang thấy vô cùng đơn giản. Và Trang thấy nhiều người sai lầm nhiều quá. Cho nên Trang mong cô bác các anh chị cùng với Trang hãy lên tiếng nói đi. Thì Trang cũng nói luôn. Trang nói luôn cái ý nghĩa rộng hơn của phóng sanh. Thì ở trong cái quan niệm của Phật giáo đó, mình phóng sanh là mình cứu mạng người, và mình kéo dài sự sống cho một cái sinh vật nào đó. Cho nên cái chuyện phóng sanh nó thể hiện cái tâm từ bi của con người thật sự. Và cái phóng sanh này cũng là một cái phương tiện để mình tu tập. Để mình tu cái gì? Mình nuôi dưỡng cái lòng từ bi. Nhưng mà về cái mặt hình thức á, việc phóng sanh nó còn có một cái ý nghĩa khác nữa, là mình có cái nghĩa bóng nữa. Tức là mình hãy giải phóng, phóng thích đi những cái tâm ô uế nó còn ở trong cái người của mình. Mình phải xóa bỏ những cái tâm đố kỵ hơn thua ra khỏi con người mình, để cho cái tâm mình nó hướng thiện đi. Cái đó cũng là cái nghĩa bóng
của cái chuyện phóng sanh nữa, chứ không phải đơn giản là chỉ đi cứu vật cứu người thôi. Cho nên cô bác anh chị thấy không, những người nào bây giờ cho anh hỏi tới cái khía cạnh mà đi phá thai đi, có những người á, ôi nói tới phóng sanh thì sốt sắng dữ lắm, bao nhiêu tiền cũng bỏ ra đi vô chùa để góp phóng sanh đó đó, nhưng mà sao bình thường thì đi phá thai. Cô bác anh chị thấy không, con người của mình bị mê lầm nặng dữ lắm, trong khi đó một đứa bé trong người mình là con người á, nó đang cũng đang sống trong bụng của mẹ vậy đó, cũng nỡ đi giết nó, rồi bỏ tiền đi vô chùa, đi phóng sanh con ngàn con chim ngàn con cá để mà ngồi đó cầu an. Cầu cái gì, làm gì có mà cầu. Đi phóng sanh không phải là đi cứu người cứu vật à, trong khi đó trong đứa con của mình ở trong bụng của mình sẵn sàng mình đi giết nó, rồi mình đi vô chùa mình cầu cái gì, phóng sanh chỗ nào, phải không? Cô bác anh chị thấy ghê rợn không? Khi mình nói ra rồi mình thấy con người của mình á thật sự là rất là ô uế. Bởi vậy cha mới nói rằng tu là cái gì, tu không là cái gì cao siêu hết á, tu chỉ là sửa thôi à, sửa những cái gì mà mình còn tham đắm, mình còn ô uế ở trong cái thân tâm của mình, chỉ cho nó trong sạch thôi là tu rồi. Và phóng sanh chị cũng chỉ là một cái phương tiện để mà trên cái con đường tu tập thôi, để nuôi dưỡng lòng từ bi, chứ đâu phải nó trở thành một cái phong trào, rồi một cái nghề nghiệp đi săn bắt, rồi trở thành một cái gì, một cái phương tiện để mà cho những người tập hợp lại với nhau rồi góp tiền góp bạc làm ra một cái phong trào nào đó, đâu có nữa, cái đó là sai rồi, đâu có phóng sanh gì nữa đâu. Các bác anh chị vô tình làm chuyện sai quấy mà không có biết. Rồi như cha nói đó, bỏ phá thai không phải là giết người à, không phải giết con vật à, vậy những người đi phá thai vậy đi góp tiền đi phóng sanh đi làm gì, cái tội còn dữ dội hơn nữa. Cha mới nói rằng mình sống nếu mà mình không có theo cái chánh đạo đó, tức là theo cái con đường chánh á, mình theo con đường tà đó, thì mình bị sai lạc nhiều, rốt cuộc mình vô tình mình gây nghiệp tội vô cùng nặng, chứ không có phước đức gì đem lại đó. Phải không bác anh chị? Trên ngưng cái ha, trên mở bài hát ha, nãy giờ trên nói cả tiếng hồ lẹ ghê không. Rồi trên sẽ nói về cái vấn đề gì, sát sanh, rồi ăn chay ăn mặn một chút xíu. Bởi vì Chen cũng từng trải qua cái thời gian ăn chay rồi, chứ không phải không. Cho nên những cái gì mà Chen ngộ ra được đó, tức là Chen nhận ra được đó, cái đúng cái sai á, thì Chen chia sẻ với cô bác anh chị. Và cô bác anh chị cũng đừng có ngại nha, hãy mở lòng ra chia sẻ cho mọi người cùng biết với mình nhé, để mình cùng nhau mình nắm tay với nhau, mình sống cho nó đúng, cho nó phải đạo. Mình đừng có làm chuyện sai quấy và tiếp tay cho những cái ác nữa. Những cái ác này nó đưa đẩy mình tới cái địa ngục không à, tội lỗi không à. Con người mình sống sẽ không bao giờ có cái thân tâm mà nó nhẹ nhàng được đâu, nếu mà mình cứ làm chuyện ác mà mình cứ tưởng là đúng. Đó là cái mê lầm đó. Có mấy cái bài hát rất là hay, dễ thương lắm, của các anh chị, cô chú ở trong nước Việt Nam cứ yêu cầu cái trên hoài, những cái bài nhạc tình dễ thương không à. Thì để trên hát một cái bài đầu tiên, bài thứ hai ha, hồi nãy trên hát một bài rồi, có cái tựa là cái bài này dễ thương lắm. Cái bác kia cứ yêu cầu trên hoài mà trên nói dạ, thì để thứ hai thứ sáu con sẽ hát cái bài này, cái bài Về Đâu Mái Tóc Người Thương. Trên biết trên có hát chưa ta, chắc trên nghĩ trên hát rồi chứ, mà bác nói tại sao mà trên bác thích cái bài này quá đi mà sao đợi hoài không thấy trên hát. Trên cũng xin lỗi là tại vì trên thả nợ từ từ mà, thôi bây giờ trên hát, tại bữa nay cái giọng trên nó rè, hát bolero rồi thì nó không hay đâu. Nhưng mà thôi trên hát một bài này trước, rồi trên sẽ hát những bài nhạc tình rất là hay. Nhạc có cái phong cách như là nó trẻ trung á, chứ nó không phải là nhạc bolero nữa. Bây giờ Chanh hát cái bài này cho các bác anh chị nghe trước nha. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ để coi, nhạc sĩ Hoài Linh á, Về Đâu Mái Tóc Người Thương. Nghe cái tựa là thấy thương rồi. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xóa tóc ngồi bên rèm, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm từ lại thôi đường hồn.
hoa vẫn chưa mở lối. Đời lắm phong trần tay trắng tay, trời đông ngày gió lùa vai gầy. Lâu kín trăng về không lối chiều, gác cao ngăn niềm yêu, thì thôi mơ ước chi nhiều. Bên nhau sao tình xa vạn ly, cách biên mấy sân khê. Ngày đi mắt em xanh biển sâu, mắt tôi rưng rưng sầu, lặng nghe tiếng pháo tiến ai qua cầu. Đường phố muôn màu sao thiếu em, về đâu làn tóc xõa bên rèm. Lâu vắng không người giọng khép kín, nhớ em tôi gọi tên, chỉ nghe tiếng lá rơi thề. Biển sâu mắt tôi rưng rưng sầu, lặng nghe tiếng pháo tiến ai qua cầu. Đường phố muôn màu sao thiếu em, về đâu làn tóc xòa bên rèm. Giọng khép kín, nhớ em tôi gọi tên, chỉ nghe tiếng lá rơi thề. Lâu vắng không người giọng khép kín, nhớ em tôi gọi tên, chỉ nghe tiếng lá rơi thề. Một cái bài hát cũng hay quá trời đi. Chanh hát tặng cho những cô chú bác nào đã yêu cầu Chanh lâu lắm rồi ha. Chanh sẽ hát một cái bài nữa. Cái bài này nhạc rất là hay, ướt át. Có cái tựa là Vị Ngọt Đôi Môi. Trời, nghe ghê chưa. Cái này các anh chị yêu cầu Chanh cũng lâu rồi. Chanh bữa nay Chanh có dịp Chanh hát tặng cho cô bác và các anh chị. Đây là một sáng tác của Tùng Châu và Lê Hữu Hà. Vị Ngọt Đôi Môi. Nghe chưa, nghe ghê chưa.
Trong tình yêu làm sao biết ai luôn chân thành, trong tình yêu làm sao biết ai hay lừa dối. Xin hãy cứ yêu đừng nên bối rối, trái tim tự tìm ra lối bước qua gian dối người ơi. Anh nhìn em cười tươi trong đây, mắt em dịu dàng. Em nhìn anh một trái hoa bướm lung linh tỏa sáng. Muốn nói thế nhưng cần chi phải nói, hãy nghe lòng ta khẽ khẽ hát câu yêu chỉ một người. Khi thời gian như đứng yên lại, quá điên dại ôi chiếc hôn nồng, giữa hơi thở đêm mê ngày ngất đắm say vì ngọt đôi môi. Cho dù mai vật đôi sao rời, trái tim này cũng chỉ một lời. Dù phải chiêu trầm luân muôn nghìn kiếp, vẫn yêu một mình anh thôi. Tình yêu làm sao biết ai luôn chân thành, trong tình yêu làm sao biết ai hay lừa dối. Xin hãy cứ yêu đừng nên bối rối, trái tim tự tìm ra lối bước qua gian dối người ơi. Anh nhìn em cười tươi trong đây, mắt em dịu dàng. Em nhìn anh một trời hoa bướm lung linh tỏa sáng. Muốn nói thế nhưng cần chi phải nói, hãy nghe lòng ta khẽ khẽ hát câu yêu chỉ một người. Khi thời gian như đứng yên lại, quá điên dại ôi chiếc hôn nồng, giữa hơi thở đêm mê ngày ngất đắm say vì ngọt đôi môi. Cho dù mai vật đôi sao rời, trái tim này cũng chỉ một lời. Dù phải chiêu trầm luân muôn ngàn kiếp, vẫn yêu một mình anh thôi. Khi thời gian như đứng yên lại, quá điên dại ôi chiếc hôn nồng, giữa hơi thở để mê ngày ngất đắm say vì ngọt đôi môi. Cho dù mai vật đôi sao rời, trái tim này cũng chỉ một lời. Dù phải chiêu trầm luân muôn ngàn kiếp, vẫn yêu một mình anh thôi. Cho dù mai vật đôi sao rời, trái tim này cũng chỉ một lời. Dù phải chiêu trầm luân muôn nghìn kiếp, vẫn yêu một mình anh thôi. Vẫn yêu một mình anh thôi. Một cái bài hát rất là hay, ước ác dữ dội. Trên rất là thấy cái lời này hay lắm. Đó là Trên chưa hát lần nào hết trơn trọi á. Cô bác anh chị với ông Trên kể một số câu chuyện cho cô bác anh chị thấy những câu chuyện có thật không à. Về cái vấn đề mà mình đi sát sanh á, mình giết hại vật á, hoặc là con như con người cũng vậy. Có một cái người Phật tử đó, lúc mà còn chưa có ngộ ra đó, chưa có hiểu được thế nào là cái giết hại sinh mạng á, con vật á, thì nhà của anh ta làm cái nghề là kinh doanh món nhậu, kinh doanh đồ nhậu á. Thì một cái quán của anh ta đặc biệt như vậy nè, cái quán của anh ta chỉ dành cho những cái thực khách mà giống như là có cái tính hiếu kỳ, hoặc là tìm cái cảm giác khoái lạc, tận mắt chứng kiến những con vật mà nó còn tươi sống á,
lúc mà ăn phải nhìn cái con vật nó còn tươi, nó còn nhảy 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 đó, thấy sợ lắm cô bác các anh chị. Thì cái quán của anh á, lúc nào cũng rất là thích nhận những cái con vật mà còn sống để mà làm thịt trước mặt của khách luôn. Những ông khách này cũng thứ dữ không à, quán nhậu mà. Rồi trước đó đó thì gia đình này cũng lương thiện lắm, chưa bao giờ biết giết mổ hay là cái làm bất cứ cái gì sát hại con vật hết á. Nhưng mà khi mà dính vào cái nghiệp tức là buôn bán đồ nhậu rồi, và thấy nhiều người khách hiếu kỳ lắm, càng đồ tươi càng có khách đông. Bởi vì người ta nói rằng, người ta đồn thổi là cái chỗ đó đó muốn ăn đồ tươi ngon là tới cái quán đó mới có. Người nói mấy con thịt rừng rồi cái gì cũng có đó, vật lạ vật quý không mà, rắn rùa cái gì cũng thu hết á. Và cô bác các anh chị biết không, còn những cái thú vui còn ghê gớm hơn nữa. Các anh này kể sự thật ra luôn nha. Bây giờ tự nhiên cái bàn tay nó nhuốm máu rồi, trói con khỉ lại. Mấy thực khách thứ dữ không, khách quý không mà, vô phòng riêng ăn không à, và mắc tiền lắm. Bắt những con khỉ trói lại, lấy dao gọt cái đầu nó ra. Rồi cho nói tới đây nổi da gà. Gọt cái đầu nó ra. Rồi những người khách đó, dân có tiền không à, ngồi lấy muỗng múc ăn cái ốc, ăn tại chỗ luôn. Cô bác các anh chị biết không, trong khi con khỉ đó đó nó đau đớn đó, biết không, ăn từ 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 mà. Trời ơi, cho nói cho nổi da gà đây nè. À, cái đó là ta nói ăn ốc khỉ đó nghe, có hết đó. Cái đó là những người mà có tiền có bạc á, nở lòng nào đi bỏ tiền ra đi ăn những cái thứ ăn vậy đó, mà coi là bổ dưỡng. Con trai nói thiệt của anh chị nha, mấy người đó không biết họ họ đầu thai từ đâu nữa, cha thấy không có bổ dưỡng gì hết trơn á. Cha nói thẳng luôn á, mấy người nào ăn cái đó làm ơn bỏ đi, không có bổ dưỡng gì hết trơn á, đừng có ăn mấy chuyện đó nữa. Rồi sao, mèo nè, mèo luôn cái quán anh này nè, lúc mà khách tới á nha, bắt con mèo còn sống, lấy nước sôi rưới vô con mèo để cho nó tự lột lông nó ra bằng cách bình thường, không cần phải nhổ. Đó là ta nói nước sôi mà, vô là lông đồ rụng ra hết. Trời đất ơi, cha nói tới cha nổi da gà. Rồi ha, trói bò, bò thì trói lại, trói đang còn sống vậy đó, lấy dao cắt cái đuôi đi, nó đang còn sống vậy đó, đi cắt cái đuôi đi. Trời đất ơi, tại vì khách thích ăn đồ còn tươi sống. Quá, các anh chị có biết không, trong vòng mấy năm, 2 năm làm cái quán nhậu đó, anh này kể có thiệt luôn á, anh này lên YouTube kể cho mọi người nghe luôn, 2 năm 6 người thân trong nhà đã ra đi một cách bất đắc kỳ tử rồi, còn 9 cái tay cái anh này nè triền miên bị những cơn đau đầu dữ dội luôn. Tao nói nhiều lúc phải đập đầu vô tường để cho nó bớt đau đi. Rồi người trong gia đình có người thì nổi mẩn ngứa, tao nói như vảy sừng vậy đó, như mấy con vật vậy đó, nổi một ê lên như vậy, có hình hài của những con vật. Con gái của anh ta thì ốm yếu vàng giọt, cái lông ở lưng mọc lông lên, rồi ghê gớm lắm á. Cô bác các anh chị, có những cái mà mình nói mình không tin mình cũng phải tin á, tại vì con người mình đã làm những chuyện quá ác đi, nó không còn có cái nào mình có thể mà mình chịu đựng được cái sự ác độc này nữa, nó quá mức tưởng tượng rồi. Những con vật nó đang sống không á, mà nở lòng nào cắt từ miếng thịt nó vậy, ghê gớm không. Thì cái anh này anh mấy có một người tình cờ đến nói cho anh biết là anh đã quá trời nhiều tội rồi, cái nghiệp sát sanh nó quá nặng rồi, mà sát sanh mà kiểu ác nữa chứ không phải thường nữa. Cho nên cái người này bắt đầu mới thấy là thôi bỏ cái nghề đi, xong rồi bắt đầu ăn chay. Ăn chay rồi đi sám hối, thì từ từ gia đình đã thoát được những cái bệnh, nó từ từ hết, không có thuốc men gì trị hết trơn á. Vậy cho anh hỏi cô chú bác và các anh chị, theo như cô bác các anh chị có tin câu chuyện này không, có tin những chuyện này là có thật không, nói cho anh nghe với. Chứ cho anh biết rằng nếu mà mình đã khởi cái nghiệp sát rồi, mình đã ác rồi, thì chắc chắn mình phải bị nhận cái hậu quả thôi. Đó, cái này là cái chuyện tất yếu, nó quả báo nó chỉ đến chậm thôi, chứ không phải là nó không đến. Có nhiều người á, họ đang làm ăn nên làm ra, quán xá đồ, tao nói tiền bạc vô như nước. Nhưng mà cô bác các anh chị có biết không, quán nhậu rồi đó, giết hại những con vật rồi sát sanh để nhậu rồi đó, cái chỗ đó là nghiệp quá nặng rồi. Những người mà họ đến nhậu á, họ ăn những cái món ăn đó họ cũng mang nghiệp rồi. Rồi nhậu nhẹt xong á, bị xỉn sai rồi chưa biết làm chuyện gì sau đó nữa, nó kéo theo những tội lỗi, nó từ tội lỗi này nó kéo đến tội lỗi khác. Cho nên ta gọi là nghiệp chồng nghiệp.
cái chồng chất cái tội nghiệp lên vậy chừng nào mới thoát khỏi. Còn cái chuyện nhân quả là có thật, nó chỉ chưa có đến hoặc là nó đến chậm thôi, mà những người đó họ cứ hả hê, họ nghĩ rằng họ giàu có tại vì nó chưa đến, quả báo nó chưa đến thôi. Mà khi nó đã đến rồi á thì thôi thua, thua không có đường nào mà tránh được đâu. Cho nên chúng ta chỉ tránh là tránh cái lúc mà chúng ta chuẩn bị làm chuyện ác á, chúng ta hãy tự ngồi nghiệm lại coi có đáng làm không, kiếm tiền cái gì, có bác anh chị thấy không, bỏ béo gì. Cho nên thấy nhiều nhiều người nha, họ cứ chấp vào miếng ăn, họ nghĩ là họ có tiền, họ đi mua những cái sừng của con hươu, con nai rồi đó, rồi những con mật gấu rồi đó, họ nghĩ những cái đó nó bồi bổ cho họ khỏe mạnh. Cô bác và các anh chị biết không, đối đối với suy nghĩ của Chen á, họ đã bị mê lầm rồi, không bổ béo gì hết trơn á, chỉ có tội ác mà có thôi, chứ chỉ có gây tội thôi à, không bổ béo gì cơ thể con người mình á. Con người của mình á, thật sự một chút xíu Chen sẽ nói về vấn đề ăn chay ăn mặn. Cái cơ thể của cơ thể con người mình á, là hợp với ăn nhiều thực vật hơn là động vật. Một chút xíu Chen sẽ nói vấn đề đó, Chen nói về những câu chuyện sát sanh trước để cho cô bác anh chị thấy rằng cùng với Chen coi có phải nó có thật không. Rồi thêm một cái câu chuyện này nữa, có thật luôn. Cái ông này á, ông làm cái nghề giết bò, làm nghề đồ tể đó, kêu là nghề đồ tể đó. À, để coi, 50 năm, 50 năm trời, à, ghê gớm không quá anh chị, 50 năm trời. Giàu có, lò mổ mà, mỗi một ngày phải ra thịt cho tất cả các thành phố mà, các quận huyện rồi mà. Cho nên dựa lớn mà, một cái lò giết. Mỗi một lần á, cô bác các anh chị biết không, ổng giết một con heo con bò cái gì đó thì ổng đều chừa lại một cái phần ngon nhất để ổng đem về nhà gia đình ổng ăn. Nó tươi mà, đồ ngon mà. Thì cũng như thường lệ cái bữa đó ổng cũng bán hết thịt rồi, rồi thì ổng cũng ra thịt, ổng giao hết cho mối mang rồi. Ổng chừa, cũng chừa lại một phần, ổng chừa lại một miếng để đem về cho vợ nấu cơm. Rồi ổng bước vô nhà, ổng nói là ổng để miếng thịt đó đó. Rồi vợ ổng mới đi tắm. Đó. Thì đúng lúc đó đó, có người bạn hàng xóm mới chạy qua mua thịt về, tại vì đột sức có khách tới, tại biết là nhà ổng là lò mổ mà, nhà ổng lúc nào cũng có thịt. Thì cái người hàng xóm mới qua nói là trời ơi, tự nhiên khách của tôi đến đột sức quá, tôi cũng không biết đãi cái gì nữa, ông còn thịt không, ông bán cho tôi phần thịt đi, tôi về tôi làm đồ ăn. Thì bà vợ mới nói rằng thịt thì bán hết rồi, ông nhà tôi ông chỉ chừa lại có miếng như bình thường vậy đó, ngoài nào ông cũng chừa cái gì ngon nhất lại để cho nhà ăn thôi à. Thì khi nghe như vậy thì người bạn mới nghĩ rằng mình biết ông ấy sẽ không có ăn đâu, khi mà ông không có thịt. Cái ông này ông làm nghề sát sanh mà ông ngày nào không có thịt là ông không ăn, không ăn cơm, ông phải có thịt, ông quen rồi mấy chục năm trời vậy đó. Thì cái người này mới nói là thôi bà ráng, bà để lại cho tôi đi, tôi đang cái lúc này tôi cần quá đi. Cái ông hàng xóm cũng thân quá rồi, cái ông mới để tiền đại trên bàn vậy, ông lấy thịt ông đi về. Bà vợ cũng nói thôi kệ, thôi cho ổng cho rồi đi, bán cho ổng cho rồi, nhà ổng có khách đột xuất. Cái ông chồng ổng tắm xong, ổng đi lên cái mâm cơm, vợ nấu cơm lên, bữa đó không có thịt. Ông hỏi cái miếng thịt bò tôi về tôi đưa cho bà làm cơm rồi bà để đâu rồi, sao bà không làm không nấu. Xong rồi bà vợ bà cho ổng bữa nay toàn là ăn rau cải không à, cải xào không. Cái bà vợ mới kể câu chuyện lại vậy, tại vì cái ông hàng xóm cũng thân quá đi, thôi kệ nó mà, bữa nay nhịn ăn bữa có sao đâu, bán cho người ta đi, người ta đang cần mà. Trời, ông này cũng nổi khùng lên, ông nói bà biết cái tánh tôi rồi, không có thịt là tôi không có ăn, bà dẹp luôn đi, gạt cái mâm cơm dục luôn, không có thịt ông không chịu ăn. Cái người ông nó sân si vậy á, coi như thấy sợ không. Trời đất ơi, rồi ông sao biết không, ông hùng hùng hổ hổ, ông cầm cái dao ông đi ra ngoài sau chuồng á, ông thấy có con bò đang cọt gần đó đó. Trời đất ơi, ông mạch banh cái miệng con bò ra, ông lấy cái lưỡi ông cắt cái lưỡi con bò đi. Trời đất ơi, ông xách ông đem vô nhà, ông nói với bà vợ á, nè vô xào miếng cho tôi, không có thịt tôi không có ăn đâu. Trong khi đó con bò hả, nó rống lên, nó đau đớn, nó đứng đó. Có bao giờ thấy ác thế mà sợ không, tại vì làm cái nghề đồ tể mấy chục năm rồi, nó quen rồi, không có biết, không có một chút gì mà gọi là từ bi gì nữa đó. Tao nói con đang nổi sân lên vậy, đi ra cắt cái lưỡi con bò đi, vô kêu bà vợ nó làm. Thì ổng mới đem cái ổng nói thôi để cho tôi nướng, đem cái lò than lên lấy cái lưỡi con bò nướng, nướng ăn, lấy cơm ra ngồi ăn. Cô bác anh chị có biết không, ổng vừa cắn vô một miếng thôi, cái này câu chuyện có thật luôn á,
Ổng tự nhiên ổng cắn sao mà ổng cắn đứt lưỡi ổng đi. Ổng cắn đứt lưỡi của ổng, máu phun tùm lum ra luôn. Máu tuôn 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 ra luôn vậy nè. Rồi cái con bò đang ngoài sau hè ổng á thì cũng đang rống lên, miệng mồm chảy máu ra không vậy, nó bị cắt cái lưỡi rồi. Tao nói ổng té xuống, ổng bò, ổng rống lên, ổng la lên tại ổng cắn trúng cái lưỡi mà máu phun phun ra vậy. Cô bác, các anh chị có biết không? Lúc đó đó, vợ của ổng á nhìn mà sửng sốt lên. Nói trong đầu á, quả báo đến rồi, quả báo đến rồi. Cô bác và các anh chị biết không? Ổng chết, ổng không qua khỏi. Và sau này á, người vợ nói á, kể lại câu chuyện có thật này, nói rằng người thầy tới cúng á, nói rằng ổng bị đọa rồi. À, cái này thì mình không biết có thật hay không, mình đâu có biết địa ngục là đâu, mình đâu có dám nói. Nhưng mà cô bác các anh chị có biết không, cái đó là cái quả báo, cái quả báo mà nó hiện tiền luôn á. Tại vì con người nó đã đến cái tận cùng của cái ác rồi, không thể nào mà thoát khỏi được hết á. Mà Chen nói, Chen kể những câu chuyện này Chen cũng nổi da gà luôn á. Những câu chuyện có thật không à, cô bác các anh chị thấy mà ghê không? Thì thật là nó là như vậy đó. Cho nên những cái người này sau này á, họ ăn năn hối cải á, họ ăn chay hết rồi. Tại vì họ thấy cái nghiệp lực nó quá nặng rồi, trước sau gì mình cũng phải chịu cái hậu quả thôi. Nhân quả mà, nó đâu phải nó không đến, nó chỉ đến chậm thôi. Đó, vì sao Chen kể những câu chuyện này, cô bác anh chị biết không? Cái vấn đề mà ăn chay ăn mặn á, bây giờ Chen mới nói chính cái bản thân Chen luôn rồi. Chen đã cái gì Chen trải qua Chen mới dám nói. Cái gì giống như bây giờ địa ngục thiên đàng Chen đâu có biết, đâu mà dám nói cái ông đó ông xuống địa ngục làm sao đâu biết được. Chết mới biết chứ. Cái này thì thật là vậy mà, mình chưa có đi xuống sao mình biết. Còn ai ai mà đi xuống rồi quay trở về nói thì cái đó chuyện đó để còn coi lại. Chứ giờ ai trải qua mới biết chứ sao dám nói. Cho nên cho anh nói cái vấn đề sát sanh này, rồi ham ham ăn thịt, ham ăn đồ bổ đồ dưỡng này, để cho cô bác bà Căng chị thấy rằng nhiều người họ đã gặp rồi, cho nên sau đó họ phát tâm họ ăn chay trường. Nhưng mà vì sao chúng ta đừng bao giờ đợi. Cho anh mong một điều vậy nè, mình đừng có đợi tới cái lúc á mà mình nhìn thấy cái hậu quả rồi mới phát cái tâm ăn chay. Con người của mình đừng có chờ tới mức đó thì đã muộn rồi. Lúc đó mình chỉ đang chuộc cái tội lỗi của mình thôi mà chưa biết chuộc không được không nữa. Cho nên cái tâm từ bi á, nó phải xuất phát từ cái lúc mình khởi cái tâm lên, thì mình muốn làm thì làm đi, đừng có chờ đợi tới lúc mà khổ rồi. Cái quả nó đến rồi mới sợ thì mới làm, cái đó là sai. Cho nên các bạn chỉ thấy mình sống trong cái thế gian này á, cái thời mạt pháp mà ma quỷ lên ngôi rồi, nó rất cần cái tâm con người, cái tâm từ bi, cái tâm trong sáng, tham sân si gì đó gạt bỏ đi, rồi tham lam chấp vào miếng ăn, chấp vào miếng ăn quá nhiều. Tức là cái ông này sao, nghề thì đã là nghề đồ tể rồi mà chấp vào không có thịt thì tôi không ăn, bà đem dẹp đi, tại vì sao cho tôi ăn rau cải không vậy, không có thịt tôi không ăn. Đó, con người nó tham tham ăn rồi chấp vô miếng ăn quá nhiều, rốt cuộc rồi cái hậu quả làm con người nó sân lên. Nó sân lên là làm gì, làm bậy, rốt cuộc rồi mình lãnh hậu quả, tự mình cắn lưỡi mình chết luôn, y như là mình cắt lưỡi con bò vậy, y chang vậy, có thiệt không á. Và cái vấn đề ăn chay ăn mặn á, cô bác anh chị có biết không, Chen đã đọc những cuốn sách trong Đức Phật nói á, thật sự ra ngày xưa Đức Phật lúc mà đi đi khất thực đó, đi cầm cái bát á, đi cùng những cái vị mà đồ đệ của mình á, đi hết chỗ này tới chỗ kia khất thực, ai cho gì ăn cái đó à. À, chứ không phải là phải ăn chay đâu, không có, cho nên không có nghĩ như vậy. Không phải là mình phải dính mắc nó vào, mình chấp nó vào, mình phải ăn chay thì cái tâm của mình nó sẽ tốt. Nó chỉ một phần nào đó, nếu mình không sát sanh, mình không ăn thịt thì cái tâm mình nó sẽ càng từ bi, nó là vậy thôi. Vì sao cho sẽ kể cho anh chị nghe câu chuyện này. Khi mà Đức Phật á, tu khổ hạnh á, một thời gian Đức Phật đã dành một thời gian để tu khổ hạnh là sao, không ăn không uống gì á, ở trong rừng vậy đó, trong cái hang vậy đó, cái ngồi đó ngồi hành thiền vậy miết, cũng không có màng tới ăn uống nữa, tu khổ hạnh mà. Nhưng mà sao cuối cùng rồi Đức Phật cũng muốn kiệt sức, cũng muốn chết luôn đó, nó tới lúc sức sức cùng lực kiệt luôn. Rồi sau đó đó mới được một cái cô thiếu nữ là tên là Tu Xà Đa đó, ở trong cái phim của Đức Phật, cái cuộc đời Đức Phật có nói đó, đến dâng cho Đức Phật một cái bát cháo sữa. Thì sau khi dùng cái bát cháo sữa đó xong đó thì thấy khỏe lại, sức khỏe khỏe lại. Rồi cái câu chuyện này cũng rất hay lắm, cho em tóm tắt lại thôi. Thì Đức Phật có nói rằng hôm nay rõ ràng là ta đã nhờ cái bát cháo sữa
của người mà ta đã được lấy sức lại, ta đã thoát chết. Công ơn này ta biết trả làm sao đây? Thì cái cô gái, cái cô mà Tusada á, con mới đáp, con nói thưa ngài, cái lòng của con chỉ là một cái đóa hoa nhỏ bé, chỉ có vài giọt sương như vài giọt sương thôi. Là con không có mong ước tham cầu cái gì cả. Con sống không đòi hỏi, cũng không có từ chối tất cả những cái gì không may xảy đến cho con cũng thản nhiên đón nhận nó, không oán trách, không trốn tránh gì cả. Nhưng bao giờ con cũng tin chắc rằng cái điều xảy ra ngày mai cũng sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm nay. Vì vậy con thấy những gì mà ai gây ác gây ra, những việc thiện sẽ gây được phúc cho mình. Một hạt giống tốt sẽ mang lại cho mình hạt lúa tốt, giống như là cái cây tốt. Cái quy luật sống của con chỉ đơn giản là như vậy thôi. Con cũng không mong cầu gì cả, ngài cũng không cần đền đáp cái gì cho con cả. Con chỉ sống thuận theo tự nhiên và có tình thương thôi. Thì Đức Phật mới trả lời với cái cô đó là những gì người nói rất là xứng đáng và rất là đúng. Sự hiểu biết của cô không cần kinh sách nữa rồi. Bởi vì cái người đi đúng đường cũng không cần ai chỉ bảo nữa rồi. Giống như con chim bồ câu, nó bay đúng hướng, nó sẽ bay một cách tự nhiên. Và nếu mà trong nhân loại đó, ai cũng hiểu được như vậy đó, ai cũng sống được như vậy đó, thì có cần gì có ai dẫn đường, kẻ chỉ dẫn đâu. Chính vì cái con người nó còn u mê quá nhiều, cho nên ta mới đi tìm đạo. Thôi, ta chào ngươi ở đây, ta tiếp tục đi tu hành. Cái phận sự của ta là đang tìm cái đường giải thoát cho bản thân mình và cho nhân loại. Đó là cái Chen tóm tắt cái câu chuyện. Vì sao mà Chen nói rằng, cô bác và các anh chị biết không, ngày xưa Đức Phật đi khất thực á, chay mặn gì có gì ăn đó, tức là không có chấp vào miếng ăn. Con người mình nếu mà mình quá chấp á, mình cũng đã sai rồi. Thì có nhiều người cũng ăn chay trường, nhưng quan trọng nhất là cái gì, cũng là cái thân khẩu và ý của mình. Cái miệng mình ăn chay trường, nhưng cái thân tâm của mình còn khởi lên cái sự sân hận, sự hơn thua, rồi tìm mưu kế hãm hại người khác. Vậy ăn chay để làm gì? Cho nên cuối cùng rồi, Chen kể luôn, cái này là câu chuyện của chính bản thân Chen. Chen đã ăn chay trong vòng gần 2 năm. Coi như là Chen quyết định ăn chay trường đó. Chen quyết định là Chen ăn chay trường. Chen không có ăn mặn nữa. Rồi cô bác anh chị có biết không? Cái thời gian đó Chen đi làm, Chen đi làm công cho người ta. Khuya là 4 giờ mấy sáng là Chen đã dậy đi làm rồi. Tới chiều Chen mới về. Thì cái mà Chen chưa có ăn đúng á, là tại vì mình ăn chay cũng phải có khoa học, tức là phải ăn sao cho đúng để mới có protein, có vitamin, rau cải rồi nè, phải không? Rồi nhưng mà tại vì mình cứ nghĩ là thôi, mình không có đụng tới thịt cá đi, mình ăn sơ sài vậy đi. Nó cũng giống như mà Đức Phật đã từng nghĩ rằng ông đi tu khổ hạnh á, để mà giải thoát á, nhưng điều đó nó sai lầm. Và Chen cũng mắc phải cái sai lầm là tại sao Chen ăn không có đúng cách, Chen ăn quá sơ sài đi. Ăn chay mà đúng cách vẫn đầy đủ dinh dưỡng nha cô bác và các anh chị. Trong đậu rồi cũng vẫn có protein nha, mình không cần ăn động vật, mình cũng có đủ hết chất dinh dưỡng á. Nhưng mà cái vấn đề của Chen gặp á, là trong 2 năm Chen ăn không có đúng cách, cho nên càng ngày Chen càng bệnh, tức là Chen ốm tông ốm teo à, mà xanh lét xanh lè à. Mà sáng phải dậy thức khuya dậy sớm nữa, phải đi làm. Rồi cái Chen cảm thấy như cha mẹ mình ngồi lo lắng, nói là lắc đầu rồi, nhìn Chen là không được rồi, chắc chắn là con sẽ ngã quỵ thôi à, sức đâu mà con có nữa. Tại vì Chen có mình Chen nhà, cho nên Chen ăn, Chen luộc cải ăn đơn giản, phải không? Ăn riết như vậy Chen ăn sai rồi. Thì 2 năm đó Chen giống như còn bộ xương với da không, xanh lét xanh lè, lúc nào cũng vậy, lái xe cũng chóng mặt nữa, tại không có đủ dinh dưỡng. Rồi Chen nhận ra một điều như vậy, sao mình sai rồi, mình ăn vậy không đúng cách rồi. Ăn chay cũng phải đúng cách cho nó có dinh dưỡng, chứ không cần phải ăn thịt. Cái cơ thể của mình không cần phải ăn thịt đâu cô bác và các anh chị. Ăn chay cũng có đủ dinh dưỡng để sống nữa, nhưng mà phải ăn cho đúng đó, mới biết cái món ăn nào có protein rồi có vitamin, đúng không, khoáng chất đồ này nọ đó. Thì Chen 2 năm đó Chen đã sai lầm rồi. Chen thấy cha mẹ mình ngày nào cũng lo lắng hết á, vậy Chen nghĩ vậy là mình tu để làm cái gì? Tại sao gia đình của mình lo lắng cho mình như vậy? Cha mẹ cứ ngồi cứ lắc đầu hoài à, nhìn tới Chen cái muốn rớt nước mắt rồi, nói vậy nè, thôi con ơi không được rồi, lỡ ngày nào đó con bệnh con chết rồi sao, thì cha mẹ còn khổ nữa. Cái Chen nhận ra được rằng mình đã quá chấp rồi, mình cứ nghĩ rằng mình thôi mình tu tập rồi, mình ăn chay trường đi, đừng đụng thịt nữa, nhưng mà mình ăn không đúng cách thì mình sai.
Rồi sau đó cha mới phát nguyện, cha nói là cha hiểu là được là mình phải tùy duyên, mình ăn tùy duyên thôi, tức là có gì ăn đó, có gì ăn đó, nhưng hạn chế sát sanh, hạn chế ăn thịt là tốt cho mình, chứ không phải là mình bắt buộc, là mình nói là mình đi tu là mình phải ăn vậy, mình ráng mình chấp vào nó để mình được cái gì đó. Thật sự mình sai lầm đó, cô bác và các anh chị. Mình cũng không cần phải quá cứng nhắc để mà chấp vào miếng ăn đó, miễn sao đó, cái thân khẩu ý của mình đừng có khởi lên cái tâm ác đó, mình đừng có hại người hại vật, đừng có tiếp tay cho những cái xấu ác là mình cũng tu rồi. Chứ không cần mình phải ráng mình ăn cho khổ hạnh dữ dội để mình gọi mình tu, để cho mình tốt, là cái đó là không đúng. Và Trang đã nhìn thấy được càng càng ăn như vậy càng ốm yếu đi, nó không có đúng khoa học. Rồi cha mẹ thì nhìn lắc đầu lo lắng cho mình mỗi ngày, suy sụp tinh thần đi. Thì cha từ đó Trang phát nguyện, Trang nói có gì ăn cái đó, rồi từ đó Trang thấy nó khác liền, tức là Trang không chấp vào nữa nha, không phải nhất thiết phải ăn chay nữa. Thí dụ như Trang có thể chiên trứng, luộc trứng phải không, Trang ăn cái Trang thấy có sức hơn, từ từ lấy có sức lại. Nhưng mà sau đó Trang lại ngộ ra được một cái vấn đề nữa, là giống như ông bà mình á, cho thấy các anh chị cũng hay nói đó, có thực mới dựng được đạo. Vì sao mà có cái câu nói này, ngay cả Đức Phật cho nói hồi nãy đó, Đức Phật tu khổ hạnh đã sắp coi như là sắp chết luôn á, sức khỏe nó yếu luôn, không còn sức nữa đó, mà nhờ cái bát mà cháo sữa đó của cái cô hồi nãy cho đó, thì Đức Phật mới hiểu ra được rằng à, ta tu tu khổ hạnh là ta sai rồi, ta sai rồi. Đức Phật đã có viết trong những cuốn sách luôn, tức là con đường đó là sai. Mình làm sao tu được khi mà đầu óc mình không còn minh mẫn nữa, phải không bác anh chị? Cơ thể của mình nó đã yếu rồi, mình đâu còn sáng suốt nữa đâu để mình biết phân biệt đúng sai nữa, mà tu cái gì? Cho nên có thực mới dựng được đạo là như vậy. Mình phải có cơ thể khỏe mạnh, cái trí óc nó phải minh mẫn, phải không? Có sức khỏe để mà hiểu được tu tập nó như thế nào, hiểu được những lời giáo lý của Đức Phật dạy, rồi mình tìm con đường mình giải thoát, mình đừng chấp vào miếng ăn nhiều. Hồi xưa những cái người mà đi tu hành á, đúng theo cái gốc của cái tu á, không có chấp vào miếng ăn, không bắt buộc phải ăn chay, không bắt buộc phải ăn chay đâu. Cho anh đã đọc rất là nhiều trước khi cho anh nói cái này với cô bác anh chị, là mình quan trọng nhất là gì, cũng là cái thân khẩu ý của mình thôi. Bây giờ có nhiều người á, họ ăn chay dữ dội lắm, ăn chay trường, thôi đụng cái thịt đó thôi tôi không ăn thịt đâu, nhưng mà sao cái quan trọng nhất vẫn là cái tâm của mình có thật sự tốt chưa, mình trong sáng chưa, hay là miệng mình ăn chay nhưng thân khẩu ý của mình thì luôn nghĩ chuyện hãm hại người, luôn tiếp tay cho cái ác, vậy thì ăn chay để làm cái gì, đâu có phước gì đâu, mà tu vậy cũng đâu có tu đâu. Và thật sự là như vậy. Chen đã đọc rất là nhiều cuốn sách á, trong cái Phật giáo Nguyên Thủy á, họ không có quan niệm phải ăn chay, họ ăn sao cũng được, ăn tùy duyên, nhưng mà dù thế nào vẫn phải tránh sát sanh, tại vì trong đạo Phật là tránh sát sanh mà, nãy giờ mình đang nói đó, phóng sanh đó, chắc chắn phải tránh sát sanh rồi, hại vật rồi, nhưng mà không có chấp vào miếng ăn theo cái Phật giáo Nguyên Thủy. Và Chân thấy điều đó nó đúng, nếu mà mình thực tế lại mình thấy đúng, không có đặt vấn đề là phải ăn chay ăn mặn gì cả, và cái sự giải thoát á, cho mình á, nó không đặt ở cái món ăn đó, cho nên mình đừng có chấp vào nó. Mình phải chấp vào cái gì, coi coi cái thân khẩu ý của mình nó có thanh tịnh chưa. Mình ăn chay nhưng mà cái thân tâm của mình nó không có lành, nhiều khi mình ăn đồ lành mình nghĩ là cái thân mình lành hả, trong khi đó mình chứa toàn là gươm đao không à, mình cũng không có giữ giới luật luôn nữa. Mình sống thì ta nói buông thả, ham sắc dục đồ, ham thứ chìm đắm đủ thứ, mê những cái thứ trên cái thế gian này, những cái ảo tưởng không à, rồi mình cứ nghĩ mình ăn chay mình có phước, đâu có phước gì đâu. Có anh chị Chen đã nhận chính bản thân mình luôn rồi. Rồi sau đó Chen bắt đầu có gì ăn cái đó, tùy duyên mà sống, rồi có cơ thể khỏe mạnh lại, tinh thần nó minh mẫn lại, bớt nhức đầu chóng mặt đi, rồi bắt đầu tự nhiên mình sẽ đọc được thêm nhiều sách nữa. Bây giờ cái thân thể mình nó tàn tạ rồi, còn đầu óc nữa đâu mà ngồi đó mà đọc sách mà hiểu được, cái đầu óc mình đâu còn minh mẫn nữa đâu, mình ăn thiếu chất mà. Cho nên cha thấy, cha nhận ra được rằng tu là gì, tu chỉ là sửa thôi, sửa những cái xấu ác nó còn tồn động trong cái thân tâm của mình, rồi mình tránh sát sanh hại vật, ăn chay được thì tốt, tùy duyên mỗi người, và ăn phải đúng cái khoa học để có sức khỏe,
Người nào ăn được là tốt, bởi vì cái cơ thể của con người dù thế nào vẫn thích hợp với ăn cái thực vật hơn là động vật. Cô bác anh chị có thấy những cái con mà những cái con vật mà nó ăn thịt á, đa số nhìn nó làm sao? Răng nó phải sắc phải không? Răng nó phải nhọn phải không? Rồi móng vuốt của nó phải ghê gớm để nó săn bắt để nó ăn đúng không? Nhìn lại con người mình đi, con người mình có thích hợp ăn thịt không? Thật sự không đâu. Chứ nhìn thấy cơ thể của mình thật sự là thích hợp với ăn thực vật chứ không phải ăn động vật đâu. Nhưng nếu cái đó cũng tùy duyên mỗi người, ai có đủ duyên, đủ phước, Trang cũng mong rằng ăn bớt thịt lại tốt cho mình thôi. Một tuần lễ mình bắt đầu tập từ từ, mình tập từ từ, có thể một tuần lễ mình bớt ăn thịt chừng khoảng 3 lần, 3 ngày mình 3 ngày kia mình ăn rau cải thì mình sẽ tránh được nhiều bệnh lắm. Tại vì cái bệnh á, ung thư rồi đó, cô bác anh chị, tất cả những bệnh đó nó xuất phát từ cái đồ ăn của mình, là mình ăn thịt đó, ăn nhiều thịt đỏ rồi đó. Ung thư hoặc là bệnh gout đó, ở Mỹ kêu là bệnh gout đó, ở bên Việt Nam kêu là bệnh gout đó. Cho thấy nhiều người bệnh cái này dữ dội lắm. Rồi tất cả những cái bệnh là cũng do chúng ta ăn quá nhiều chất bổ dưỡng từ thịt, thịt đỏ, thịt heo, tất cả những cái đó đều chứa mầm bệnh hết á. Cho nên dù thế nào, Trang cũng mong rằng cô bác, anh chị em nào đủ duyên thì ăn chay được thì nên ăn nha. Nhưng mà ăn phải có khoa học nha. Ăn cho, đừng có ăn giống như Trang nha. 2 năm trời Trang ăn á, là Trang càng ngày càng giống như cái nó kêu là cái gì, giống như cái cây sậy vậy. Ống tâm, ống teo, giống như con cò ma vậy. Xong rồi tao nói mặt mày xanh lét, đi tới đâu chóng mặt tới đó, đi đâu tới đâu cũng giống như muốn xỉu. Ăn vậy là sai rồi. Trang nhận ra được ăn vậy sai, cho nên từ đó Trang không có nghĩ rằng mình tu là phải bắt buộc phải ăn vậy. Cái đó là cũng không có đúng. Mình tu phải có một cơ thể khỏe mạnh, thì một cái trí não mình minh mẫn thì mình mới tu được. Cho nên có thực có giật được đạo, nghe cũng có lý chứ ha, phải không cô bác và các anh chị? Và ăn như ăn chay á, thì trên hồi trước á, trên cũng có theo cái này, chắc những cô chú bác nào ăn chay sẽ biết cái này phải không? Thì mình có nhị chay phải không, ăn chay đó kêu là chay đó, tứ chay hoặc là lục chay hoặc là thập chay, tức là ăn khoảng 2 ngày trong tháng, 4 ngày trong tháng, hay là 6 ngày trong tháng, hay là 10 ngày trong tháng, nó có những cái ngày ăn chay như vậy. Và nếu mà ăn 2 ngày trong tháng á, thì thường thường ta ăn vào mùng 1 và ngày rằm, tức là ngày 15 á, thường 15 âm lịch á. Trang nhớ Trang cũng từng áp dụng cái những cái ngày này, Trang thấy cũng tốt, bởi vì mình hạn chế được nhiều lắm. Rồi ăn 4 ngày một tháng á, là mình ăn mùng 1, mùng 8, ngày rằm với ngày 23, hoặc là ngày 30 cũng được. Rồi mình ăn 6 ngày á, thì mình ăn có khi ngày mùng 8, ngày 14, ngày 15, ngày 23, ngày 29, ngày 30. Nếu mà tháng thiếu thì ăn vào ngày 28, phải không? Rồi mình ăn 10 ngày thì cái này cũng tốt lắm đó. Mùng 1, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29, 30 gì đó. Rồi có những người ăn trường, ăn chay trường luôn. Thì Trang cũng được gặp những cô chú đó rất là hồng hào, khỏe mạnh. Và vì sao vậy? Bởi vì họ ăn đúng cách rồi. Tại lúc hồi đó Trang có một mình nè, Trang cũng không có hiểu nhiều, cho nên Trang ăn sai đi. Rồi Trang làm cho cái cơ thể mình nó mỏi mệt, chứ không phải ăn chay là vậy đâu. Ăn chay mà đúng cách á, con người mình khỏe khoắn lắm đó cô bác và các anh chị. Rồi có người ăn một tháng, có người mà cũng cậu này cậu cái kia cho con ăn tháng, vào tháng giêng sắp tới nè, Tết thường thường họ ăn một năm, họ ăn tháng. Trang cũng thấy nhiều hình thức để ăn lắm. Cái này nó cũng tùy vào cái duyên của mỗi người, mình đừng có chấp vào, đừng có chấp cái gì cả. Quan trọng nhất vẫn là cái gì? Vẫn là cái thân khẩu ý của mình thôi. Mình trong sáng, mình không có sát sanh hại vật, rồi cũng không có suy nghĩ những điều xấu xa, làm những cái chuyện mà trái lương tâm đạo đức, nên là thấy là gọi là tu rồi còn cái gì nữa. Chứ đâu có cần phải nhất thiết phải ăn vậy, ăn phải bắt buộc mình phải khổ sở giống như Chen đã từng trải qua đó. Chen ăn riết là thành con cò ma luôn. Chen ăn vậy là thấy vậy nha cô bác và các anh chị. Rồi chắc cô bác và các anh chị cũng có cái cảm xúc giống Chen chứ ha. Chắc ít nhiều gì ai cũng trải qua những cái gì mà Chen đã trải qua, cho nên Chen cũng mong rằng ai đủ duyên cũng phải có duyên nữa mới được, chứ không phải là tự nhiên muốn là có đâu. Không phải dễ để được ăn chay trường đâu. Có nhiều người họ ăn được vài bữa à, sao cái miệng họ thèm thịt quá. Trên cũng gặp rồi, nhưng mà không có sao đâu cô bác và các anh chị, không có tội lỗi gì đâu. Thật sự ra mình cứ sống theo cái dòng nước đi, tự nhiên vậy đi, rồi đừng có hại người, hại vật, đừng có sát sanh, đừng có thân khẩu ý, đừng có hãm hại người ta, rồi ta nói ganh ghét, rồi tham sân si lên là được rồi. Chứ còn đừng có chấp quá. Như Trang nói đó, cái sự giải thoát
mình giác ngộ đó, nó đâu có nằm ở món ăn, đúng không? Nó đâu có nằm ở món ăn đâu, nó cũng đâu có nằm ở tụng kinh niệm Phật đâu, không có luôn nữa. Và Chen biết, Chen nói này ra không biết là những cô chú bác có đồng ý hay không, nhưng mà đối với Chen á, Chen rất là đơn giản. Chen chỉ thấy rằng mình tu á, mình đừng có chấp vô cái gì cả, mình cứ theo cái thuận theo tự nhiên đi, miễn cái thân khẩu ý của mình đừng có tham sân si, đừng có làm những chuyện ác thôi là mình cũng sẽ về chỗ tốt rồi. Còn nếu muốn tu tập cao hơn nữa thì chắc chắn phải theo một cái khuôn khổ, phải theo một cái khuôn khổ giống như Chen bây giờ. Chen muốn tu, Chen muốn thật sự đi tu đó, và Chen muốn đi đi vào những cái nơi mà thanh tịnh á, thì chắc chắn lúc đó mình phải theo một cái khuôn khổ rồi thì mới mới thực hành được. Còn nếu mình là những người Phật tử bình thường ở ngoài thôi thì hãy sống tùy duyên, hãy sống thuận theo cái những gì mà mình đối diện với nó, đừng có chấp vô cái gì cả, cứ còn chấp ngã là còn khổ à, chấp quá vào món ăn, cái gì cũng chấp nhất hết thì khổ hoài. Bởi vì cha mới nói rằng giải thoát hay là mình hiểu được đạo đâu có nằm ở món ăn gì đâu. Bây giờ có tụng kinh cả đời này nhưng cái thân khẩu ý còn ác thì có tụng cả đời này cũng không được gì đâu. Rồi cái thân khẩu ý mà ác, giờ có ăn chay cả đời này cũng vậy à, cũng không được phước đức gì, cũng là tu gì luôn nữa. Cho nên rất là đơn giản, tu chỉ là sửa thôi, sửa những gì mình chưa tốt để cho thân tâm của mình nó tốt, mình thanh thản nhẹ nhàng, vậy là tu rồi, đừng chấp quá. Nhưng mà dù thế nào đạo Phật là đạo từ bi, cho nên mình cũng hạn chế, mình hạn chế được lúc nào hay lúc đó, đừng tránh sát sanh hại vật hại người, phải không cô bác và các anh chị? Vậy thôi là cũng tốt rồi ha. Chen biết thời gian thì nó qua nhanh dữ dội lắm. Chen nói nó cũng đâu có đủ gì đâu, nhưng mà Chen không có ngại, Chen vẫn nói để chi vậy, để Chen nghe ý kiến của cô chú bác và các anh chị và các em vào comment cho Chen rồi chứ, chỉ dạy Chen cái này cái kia chứ. Chen cũng đang ở trên con đường tu học mà, Chen thích lắm, Chen thích tu tập lắm, cái gì hay là Chen học à, rồi cái gì chưa hay thì Chen sửa, có ai hoàn hảo đâu phải không? Có anh chị có ai hoàn hảo đâu, mình là con người mà. Mình là mình phàm xác thịt mà, đâu phải thần thánh gì mà hoàn hảo, sao hoàn hảo đây? Cho nên hãy yêu thương nhau, cái gì cũng trao đổi với nhau để cho cuộc sống này nó tốt đẹp hơn. Chứ đừng có nghĩ rằng có nhiều người nhắn cho Chen, Chen cũng nói là suy nghĩ vậy là không có đúng. Nói Chen là lo chống cộng đi, đừng có nói tới cái chuyện sát sanh, cái chuyện phóng sanh. Chen thấy trên YouTube á họ comment như vậy đó. Chen không có đồng ý cái vấn đề đó. Những suy nghĩ đó là những suy nghĩ ích kỷ, nhỏ mọn. Chúng ta là những con người sống trong cái thời nhiễu nhương này, chúng ta nếu có cơ hội, có điều kiện thì phải cùng nhau cất lên tiếng nói để gì? Chống lại cái xấu ác. Không phải cho mình, cho những người xung quanh mình. Mình thấy những người xung quanh mình hạnh phúc thì mình mới hạnh phúc được. Mình phải tập sống như vậy. Chứ còn mình cứ nói rằng người này là làm cái này đi, làm cái này kia, đừng có xen vô cái kia. Chen thì Chen không thích sống vậy. Không phải xen hay không xen gì cả, mình là con người giống như nhau thôi, đâu có ai hơn ai đâu, phải không? Đâu có ai hơn ai đâu cô bác và các anh chị. Chen thấy mình còn khiếm khuyết cái gì thì Chen học, mà nếu mà Chen muốn muốn học thì Chen phải hỏi, học thì phải hỏi chứ, chứ giờ sao học rồi sao? Học thì phải có hành, tức là học hỏi rồi học hành, hỏi xong hiểu được rồi thực hành nó thì mới làm một con người tốt được. Chứ còn mình cứ e ngại cái gì đó, mình sợ người ta nói mình cái gì đó. Chen đâu có sợ gì đâu, Chen sợ là sợ những người khuất mặt khuất mày, chứ Chen sống Chen không có sợ cái người, con người mình phàm mắt thịt Chen không sợ, Chen sợ những người mà Chen không nhìn thấy thôi, cái đó Chen mới sợ. Tức là sao? Thần thánh rồi đó, trời Phật rồi đó, mình không nhìn thấy mình mới sợ. Chứ còn người mình cần gì mình phải sợ? Và hôm trước Chen đã chia sẻ rồi, mình sống á, chỉ cần biết đúng thì làm, không bao giờ mình có thể vừa lòng ai được đâu, cho nên đừng sống vì miệng đời. Có anh chị còn nhớ Chen đã từng chia sẻ cái buổi tâm tình đó không? Đừng sống vì miệng đời, thấy đúng thì cứ việc làm. Đó, chúng ta đang làm đây, đừng có khe người này chỉ ra nói vô nói ra. Chen không bao giờ dành thời gian cho những chuyện đó, và có nói ra nói vô đi nữa Chen cũng không bao giờ thay đổi cái lập trường của mình và cái suy nghĩ của mình. Chen chỉ cần biết là đúng thì làm, đừng sống vì miệng đời, khổ lắm cô bác và các anh chị. Bởi vì chúng ta không bao giờ làm vừa lòng họ được. Khi mà chúng ta làm vừa lòng họ cái này, họ cũng sẽ bắt bẻ cái khác. Vì sao vậy? Con người nó là như vậy, con người là vậy đó. Nếu mà không có là thần thánh được rồi. Con người mình hay vậy đó, cho nên không thể nào mà chúng ta sống vừa lòng ai được.
Chúng ta chỉ sống vừa lòng cái tâm của mình, làm việc thiện, rồi phải biết là những người khúc mặt khúc mày đang nhìn thấy mình đó, tức là cho đang nói về nhân quả đó. Hôm nào mình sẽ nói về nhân quả ha cô bác và các anh chị. Hết thời gian rồi. Cô bác các anh chị nhớ gửi email cho Chanh nha. Chửi cũng được nha. Chanh nói rồi đó, Chanh vui lắm. Bữa nay Chanh mới mở lên cái livestream Chanh cười không à, tại vì Chanh nhớ tới cái email của những cô chú bác. Một bên thì thương Chanh quá trời luôn, một bên thì Chanh bị chửi. Bị chửi te tua luôn. Mà Chanh cũng cười à. Bởi vì Chanh cảm ơn hết cô chú bác và các anh chị. Chửi Chanh cũng cảm ơn nữa, bởi vì học mà, mình đang trên con đường học mà, mình phải để cho đủ mọi chuyện để học chứ, chứ đâu phải mình nghe lời khen không. Đó, bây giờ Chanh sẽ hát vài bản nhạc cho cô bác anh chị nghe, rồi ngày mai mình gặp nhau nha. Ngày mai cũng gặp nhau tiếp hả? Theo như thường lệ hả? Cộng sản hả? Tiếp tục hả? Chừng nào cho hết cộng sản thôi. Chanh bây giờ Chanh mở nhạc cho cô bác anh chị nghe. Có những cái bài hát cũng rất là hay, Chanh cũng từng hát rồi lúc mà Chanh còn làm sinh viên, lúc Chanh còn nhỏ xíu à. Chanh đi học ở Sài Gòn á, Chanh biết những bài hát này mà thật sự chưa có dịp nào để hát hết á. Bây giờ Chanh hát một cái bài này cũng rất hay, của tác giả Kim Tuấn, có tựa là Biển Cạn. Chanh thấy hay lắm. Bây giờ Chanh hát tặng cho tất cả cô chú bác và các anh chị trước khi tạm biệt ha. Chanh hát một hai bài, Chanh mở nhạc nha. Biển là hoang vắng, lời tôi nhỏ bé, tiếng gió thét cao, biển tràn nỗi đau. Tình anh quá lớn, sóng cũng vỡ tan, đời tôi đánh mất, giấc mơ không còn, biển xưa đã cạn. Vắng anh trên đời, biển thầm than khóc ngàn lần với tôi. Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan. Ngàn năm nỗi đau, hóa kiếp mây ngàn, cô đơn biển cạn. Có người hẹn tôi tới phương trời, biển xưa lắng nghe chẳng xóa nỗi niềm, biển không lên tiếng. Đời tôi nhỏ bé trước những cát cao, chìm trong nỗi đau. Tình anh quá lớn với những đam mê, làm nên oan trái. Sóng reo nao nề, hải âu không về. Vắng anh trên đời, biển thầm than khóc ngàn lần với tôi. Cùng tôi biển chết, cùng anh biển tan. Ngàn năm nỗi đau, hóa kiếp mây ngàn, cô đơn biển cả. Xóa nỗi niềm, biển không lên tiếng. Đời tôi nhỏ bé
trước những khát khao chìm trong nỗi đau. Tình anh quá lớn với những đam mê làm nên oan trái. Sóng reo nao nề hai âu không về, vắng anh trên đời biển thầm than khóc ngàn lần với tôi. Cùng tôi biển chết, cùng anh biển tan, ngàn năm nỗi đau hòa kịp mây ngàn cô đơn biển cả. Cùng tôi biển chết, cùng anh biển tan, ngàn năm nỗi đau hòa kịp mây ngàn cô đơn. Cô đơn. Một cái bài hát rất là hay phải không cô chú bác và các anh chị, nghe nhức nhói ha. Bữa nay trên rè rè ha nên trên hát chưa có được hay. Có dịp trên sẽ hát lại. Bây giờ có một bài này cũng hay lắm nè. Cái bài này nó nổi tiếng từ hồi xưa tới bây giờ. Một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Chấn, cái bài Bên Em Là Biển Rộng. Trên biết cái bài này hồi xưa trên cũng còn nhỏ xíu rồi trên cũng thích lắm. Bây giờ trên có dịp hát cho cô bác và các anh chị nghe nè. Sao đi mãi nên sông dài mênh mông, bàn tay ôm nỗi nhớ xôn xao biển rộng. Vì em mất anh, mất anh, mùa xuân đã qua rất nhanh, còn chẳng nỗi đau tuổi xa. Tình anh như cơn lũ cuốn đôi bờ mưa giông, tình em như sông vắng trong xanh phẳng lặng. Mùa thu đã qua đã qua, mùa đông đã sang, tình đã ra đi vội vàng. Khi anh xa em sống thôi không sâu bờ, khi em xa anh đã trở về. Sông lang thang đã khô nơi đầu nguồn, bên em biển đã chết. Tình anh như cơn lũ cuốn đôi bờ mưa giông, tình em như sông vắng trong xanh phẳng lặng. Mùa thu đã qua, mùa đông đã sang, tình đã ra đi vội vàng. Tình anh như cơn lũ cuốn đôi bờ mưa giông, tình em như sông vắng trong xanh phẳng lặng. Mùa thu đã qua, mùa đông đã sang, tình đã ra đi vội vàng. Khi anh xa em sống thôi không sâu bờ, khi em xa anh đã trở về. Sông lang thang đã khô nơi đầu nguồn, bên
bên em biển đã chết. Tình anh như cơn lũ cuốn đôi bờ mưa dông. Tình em như sông vắng trong xanh phẳng lặng. Mùa thu đã qua đã qua, mùa đông đã sang, tình đã ra đi vội vàng. Mùa thu đã qua, mùa đông đã sang, tình đã ra đi vội vàng. Bài này cũng nhức nhối luôn. Cho anh hát một cái bài nữa để tạm biệt cô bác và các anh chị. Cái bài rất là hay à, tặng cho những các anh chị đang yêu nhau nha à, cô chú bác nữa chứ à, có cái tựa là Vì anh thương em à, nghe chịu nổi không? Nghe chịu không nổi rồi đó. Đó, trên nghe là trên thấy mệt rồi đó. Tại sao biết không? Tại trên ế mà à, Vì anh thương em. Ê, sáng tác của ai vậy ta? Chút xíu cho anh sẽ tìm coi tác giả là ai. Giờ cho anh không biết tác giả là ai nè à, à, hát cái bài này để tặng cho cô chú bác à, các anh chị đang yêu nhau, các em nữa. Yêu nhau thiệt là nhiều nha. Thương rồi, không có chấp gì hết trơn trọi nữa. Thương là thương à, không có nói điều kiện gì hết trơn á. Cho anh là vậy đó. Bây giờ hát cái bài này nó đau lắm. Mấy người cô đơn mà hát cái bài này nó mệt dữ lắm. Coi vậy chứ không sướng ít gì đâu. Gì không, từng hạt mưa đã gọi tên em, bỗng thấy thương cây bàng non, thương chiếc bóng cô phòng. Đâu là cô đơn nếu mình nghe nhau trong hạt mưa, nghe tiếng khóc mưa rơi, nghe tiếng mưa cười và tiếng trái tim từng đêm gõ trên lá bàng non. Anh nghe gì không ơi anh, vì em thương anh như thương cây bàng non. Cây nhớ ai làm sao nói được, hạt mưa non dài vỡ rồi mà có được đâu. Em thương anh sẽ không cần trước sau, vì em đã đặt mình ở hướng vô cùng. Gì không, từng hạt mưa đã gọi tên em, bỗng thấy thương cây bàng non, thương chiếc bóng cô phòng. Đâu là cô đơn nếu mình nghe nhau trong hạt mưa, nghe tiếng khóc mưa rơi, nghe tiếng mưa cười và tiếng trái tim từng đêm gõ trên lá bàng non. Anh nghe gì không hỡi
ai. Vì em thương anh như thương cây bằng non, cây nhớ ai làm sao nói được. Vì em thương anh như thương hạt mưa non dài vỡ rồi mà có được đâu. Em thương anh sẽ không cần trước sau, vì em đã đặt mình ở hướng vô cùng. Vì em thương anh như thương cây bằng non, cây nhớ ai làm sao nói được. Vì em thương anh như thương hạt mưa non dài vỡ rồi mà có được đâu. Em thương anh sẽ không cần trước sau, vì em đã đặt mình ở hướng vô cùng. Em thương anh sẽ không cần trước sau, vì em đã đặt mình ở hướng vô cùng. Cái bài hát này bữa nào bớt rè hát lại nữa. Cái bài này chắc làm các anh chị cũng nhức nhối lắm mà. Chen biết mà chọc Chen quá trời ha. Nói Chen đang ế đồ nữa ha. Dám nói Chen cô đơn đồ nữa nữa. Chen cô đơn đâu. Trời ơi. Bên cạnh của Chen có cô chú bác và các anh chị các em. Sao cô đơn được. Chen thấy cái bài hát này nó rất là hay. Để tặng cho những cô chú bác, các anh chị các em đang yêu nhau đó. Thương nhau là vậy đó. Không có cần trước sau gì hết trơn trọi á. Bởi vì đã đặt vào hướng vô cùng rồi. Vô cùng rồi còn gì nữa. Cái bài hát này không biết tác giả, để coi là của Hoài Phúc. Thơ thì của Tuấn Anh. Trên cũng cảm ơn những các anh chị này có những cái bài hát ướt át để mà tặng cô chú bác và các anh chị và các em. Thương là vậy đó, thương chỉ đơn giản vậy thôi. Trên thì bây giờ, hồi trước chưa có live stream á, thì thấy còn cô đọc. Nhưng mà livestream, từ ngày livestream tới giờ cũng hơn nửa năm rồi còn gì nữa. Tới mùa hè là Chen đã livestream một năm rồi đó. Bây giờ là cũng bước vào tháng 2 rồi. Nhanh lắm á, chừng 3 tháng nữa thôi. 2 tháng mấy, 3 tháng nữa thôi là Chen livestream một năm rồi đó. Cô bác và các anh chị chắc bữa đó phải ăn mừng quá. Ăn mừng bởi vì một năm cũng bị chửi te tu luôn chứ bộ. Nhưng mà Chen, ý Chen nói là từ ngày Chen livestream thì Chen đâu có còn cô đọc nữa đâu. Tại vì Chen đã được sự yêu thương của cô chú bác và các anh chị và các em. Nên Chen cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi. Nếu mà bây giờ Chen có người yêu đi, Chen thí dụ, Chen có người yêu thì Chen chỉ thương có một người thôi đúng không? Chứ là như bây giờ Chen ế thì Chen mới thương được mấy chục ngàn người chứ. Trời, cái nào có lợi hơn? Vậy Chen chọn gì là biết rồi phải không? Chen chọn yêu mấy chục ngàn người hơn là yêu một người. Bởi vì sao? Bởi vì đang ế mà. Yêu mấy chục ngàn người không xứng hơn không? Trời đất ơi, ai mà không biết chọn vậy chứ. Chen cũng đâu có khờ dữ vậy. Bây giờ cho Chen đổi. Chen đổi cô chú bác và các anh chị với một người, Chen đâu có đổi. Thấy không? Bây giờ nếu mà Chen có người yêu cũng khó mà gặp cô bác anh chị lắm á. Nè ha, cuối tuần nè. Cuối tuần phải đi chơi. Phải không? Người yêu đi chơi, chở đi chơi. Rảnh đâu mà ngồi lên mà tâm sự đồ chứ. Cho nên cái gì cũng vậy. Ở trong phước có quả, trong quả có phước. Chen nói này rồi. Thấy không? Chen sống vậy đó. Chen sống vô tư, hồn nhiên. Như dòng nước vậy, cái số mình nó tới đâu thì nó tới. Không chấp, không mong, không cầu luôn. Biết đâu một ngày nào đó đẹp trời có anh nào đó từ trên trời rơi xuống. Cũng chống cộng giống Chen vậy. Cũng có cái bụng dạ giống Chen vậy thì biết đâu chừng phải không? Còn không thì bình thường thì thôi. Cứ yêu thương cô bác anh chị là đủ rồi. Chen bây giờ là quá hạnh phúc rồi. Mình nhìn xuống coi mình may mắn hơn biết bao nhiêu người.
Nhiều người còn khổ sở dữ lắm. Mình có ăn có mặc, được hát, được nói. Trời đất ơi, có người còn nói sao? Có người nè, bị khuyết tật nè, bị mù nè, bị câm nè, bị điếc nè. Trời đất ơi, ta tội nghiệp biết bao nhiêu mà nói. Mình như vậy còn đòi cái gì nữa? Mình quá hạnh phúc rồi phải không cô bác và các anh chị? Chen á, mỗi ngày á, Chen đều kiểu cảm ơn hết á. Chen thầm cảm ơn là Chen đã quá may mắn rồi. Thiệt á, dù cho bây giờ Chen nghèo giàu không quan trọng, mà Chen cũng vẫn cảm ơn nữa, bởi vì Chen quá thấy hạnh phúc, may mắn hơn nhiều người lắm rồi. Khi mà mình thấy buồn cái gì á, mình hãy nhìn xuống thì mình sẽ thấy mình quá may mắn rồi, còn mong cái gì nữa? Nên Chen sống nha, không mong cầu cái gì cả, không mong gì cả. Đừng có nghĩ là bây giờ bên Mỹ, các bác anh chị biết không, tới cái mùa mà mấy cái ngày mà vé số á, trời ơi nó lên tới, nó dồn lại chưa có ai trúng á, nó tới cả tỷ tỷ đô la, cả 100 triệu đô la á, một cái tờ giấy số mà trúng cái số lượng vậy đó. Bây giờ nếu mà mình mong cầu nhiều á, mình ngày nào mình cũng mua giấy số rồi đúng không, Chen cũng có thể trúng số được vậy, nhưng mà mình không mong cầu gì hết á, nó không phải như mình muốn đâu. Người có phước á, tự động nó có à, cái người mà không có phước rồi có cầu cỡ nào tới già cũng không có nữa. Cho nên rốt cuộc là gì, cứ việc tạo phước thì sẽ có phước rồi, cứ tin Chen nói đi, sống vậy thôi, đừng mong cầu gì hết á. Tại vì sao, mình có mong cỡ nào không có phước cũng không có được hưởng. Rồi có nhiều người nha, trúng số luôn cũng sao, tự nhiên bắt đắc kỳ tử, rồi cái qua đời hoặc là bị bệnh nặng, rốt cuộc cũng đâu có hưởng được gì đâu. Cho nên cha mới nói rồi, cái quan trọng nhất là chúng ta sống mỗi ngày có thật sự cái thân tâm nó an lạc chưa, cái tâm mình nó trong sáng chưa, rồi mình có thương yêu nhau chưa, mình đối đãi với những người xung quanh mình biết yêu, yêu vật yêu người chưa, đó là thấy hạnh phúc rồi. Chứ còn mong cái gì mà không có phước cũng không có hưởng được cái gì đâu. Nên Chen nói đó, Chen nói thiệt sự luôn là Chen không mong cầu gì hết, và Chen thấy bây giờ Chen quá hạnh phúc rồi, mặc dù là Chen ế chứ Chen chấm cộng mà ai mà thương Chen. Của anh chị chưa ra nghĩ đi, có nhiều người nói trời đất ơi thôi dính vô cái cô đó có ngày ăn đạn mệt lắm, trời ơi chấm cộng mà thôi không dám đâu. Chen cũng cười hề hề à, thì thôi không có duyên chứ làm sao, chứ trách ai bây giờ. Trên chấm cộng thì trên nói trên chấm cộng thôi. Ai thương được thì thương, còn sợ trên thì sợ chứ sao, trên không lẽ vậy trên thay đổi à? Không, trên vẫn là trên thôi, không bao giờ trên thay đổi. Trên lì dữ lắm á, các bạn chị thấy cái trán của trên không, cái trán dồ mà phải không, hồi 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 nhỏ đó mà sao nó đâu có dồ dữ vậy, sao ngày lớn nó càng ngày nó càng dồ, nó làm giống như là mình càng lì hơn thì cái trán mình nó càng lì, nó càng dồ ra làm sao á. Chen thấy đúng thiệt á, tâm sanh tướng. Bây giờ thì trán của Chen nó lì dữ lắm rồi, không ai lì bằng đâu, nhìn là biết rồi ha. Thôi Chen tự thú nhận luôn đi, để mất công có mấy anh chị cứ nói lén Chen hoài à. Có mấy anh chị nhắn Chen vậy nè, nhìn cái trán là tôi biết rồi nha. Bây giờ Chen nói luôn á đó, thì Chen nói cái trán Chen dồ á thì Chen nói đó. Bây giờ còn ai chọc Chen nữa không, Chen lì mà lì cũng có cái tốt nha. Vì sao vậy? Bởi vì mình lì đúng á thì nó có cái tốt à, chứ tôi đâu có lì bậy đâu. Chen lì mà chen lì ngoan, thấy không, chứ không phải là chen lì mà kiểu tầm bậy. Nên cô bác các anh chị thương chen đi, nhìn chen lì vậy chứ chen lì ngoan lắm, chen rất là ngoan, mèo khen mèo dài đuôi luôn, tâm sự ưng tí vậy chứ đâu có muốn tạm biệt đâu. Không biết sao kỳ vậy đó, mỗi lần nói tới cái giờ tạm biệt thì tự nhiên nó quyến luyến cái gì đó chen không biết nữa, mà chen cũng không có tả được cái cảm xúc này. Nhưng mà cái gì cũng vậy, phải để cho người ta nghỉ ngơi, tra tấn hoài ai chịu nổi. Chen thương cô bác anh chị dữ lắm luôn á, mà Chen không biết nói thì sao. Chen chỉ mong một ngày nào đó mình được gặp nhau trong một cái dịp nào đó, trên quê hương của mình thì càng tốt đó. Trên quê hương Việt Nam mà gặp được nhau chắc là trời ơi Chen mừng dữ lắm, Chen đứng Chen hát từ sáng tới tối luôn. Chen cũng không có ngại nữa, Chen vui á, nhìn mặt Chen là biết Chen đang ước cái gì rồi phải không. Chen ước gặp cô bác và các anh chị và các em trên quê hương Việt Nam, không còn cộng sản. Trời đất ơi, mừng dữ lắm. Thôi Chen phải tạm biệt cô bác anh chị rồi, Chen nói tới hơn 2 tiếng đồng hồ ha. Chen không có quên đâu, nói lòng vòng Chen cũng nhớ à. Chen cầu chúc cho cô bác và các anh chị và các em lúc nào cũng khỏe mạnh và bình an. Rồi phải thương nhau thiệt là nhiều, Chen mới vừa hát cái bài cuối cùng đó. Đấy, thương nhau nha, thương nhau phải thương thật lòng của mình đó, đừng có những cái tánh ích kỷ nhỏ mọn. Mình hãy vì người khác một chút đi, giống như mình thương người đó thì mình hãy vì người đó một chút, mình bớt lại cái tôi của mình. Chứ còn nếu cái gì cũng là tôi không hết á, thì cái tôi mình đặt cao quá thì
sẽ mất đi nhiều hạnh phúc lắm. Chịu thiệt thòi chút có sao đâu. Nếu mà Trang thương một người nha, Trang chịu thiệt thòi để nhìn thấy người đó hạnh phúc thì có sao đâu, phải không nè, có mất gì đâu nè. Thì mình đã thương rồi còn sợ mất cái gì nữa đó. Nếu mà ai cũng hiểu ra được như vậy thì vợ chồng hòa thuận lắm, người yêu cũng vậy nữa, không bao giờ có gây gổ hết á. Tại sao? Vì người ta một chút, mở cái lòng mình ra một chút, chịu thiệt thòi một tí có sao đâu. Không lẽ bây giờ anh có đồ ngon, anh ráng nhịn cái cho em ăn, em ăn thì em bổ dưỡng, em khỏe, không lẽ anh không vui, không lẽ dành ăn với em đó. Thì vậy thôi, nhường qua nhường lại, thương nhau là vậy thôi à. Cho anh thấy tình cái hạnh phúc nó đơn giản dữ lắm, những cái chuyện nhỏ bé lắm, nhưng mà con người mình cứ đâu đi tìm ở đâu xa xôi không à, lạ lắm. Cho nên mất hạnh phúc hoài vậy. Có mấy anh chị nhắn cho Trang nha, có mấy cuộc tình chia tay đồ buồn lắm, hôm nào rồi Trang mới nói về tình yêu, tại vì Trang có nhận được những email đó nhưng mà chưa có dịp để Trang ngồi tâm sự. Trang muốn gửi những cái có bữa nào đó Trang mình sẽ tâm tình về thế nào là yêu thật sự, yêu nhau như thế nào mới có hạnh phúc. Trang cũng biết chứ, Trang cũng từng trải qua rồi, cái gì mà Trang không trải qua chứ. Cho nên Trang hiểu được rốt cuộc rồi cũng cái gì cũng là cái chân thật, cái chân thành. Còn cái gì mà giả dối tính toán là rồi thua. Yêu mà tính toán được hơn được mất rồi sao, giả bộ là những cái đó là giết chết tình yêu nè. Lừa ha, lừa dối á, tức là trước mặt vậy sau lưng khác, không bao giờ sẽ có một hạnh phúc được, không bao giờ hạnh phúc sẽ đến với những người đó. Bây giờ nghèo cũng được, nghèo cũng được, ăn muối ăn mặn cũng được, nhưng mà vợ chồng phải thật sự chung thủy với nhau, cùng nhau làm thì nó khác liền. Thôi hôm nào chắc dành một bữa thời gian ra nói vấn đề này nha, cũng dữ dội lắm á. Cũng ước ác vì vấn đề này lắm. Trên chúc cho những cô chú bác nào bên hải ngoại ngủ ngon nghe, với lại lúc nào cũng thân tâm an lạc, rồi các anh chị trong nước Việt Nam cũng vậy, giữ gìn sức khỏe đó, vẫn còn cùng Trang chiến đấu chứ, không có sức khỏe làm sao chiến đấu được. Rồi Trang cũng nói hoài à, Trang nói là cái ngày mà mình gặp nhau á, Trang cầu mỗi ngày đó, coi chừng nào ông trời cho mình. Lâu hay mau gì không quan trọng, miễn là nó sẽ có, nó sẽ đến đó, mình phải tin như vậy là được rồi. Ngày mai mình gặp nha cô bác và các anh chị, ngày mai mình gặp nhau trong chương trình Hát cho quê hương ha. Rồi Trang chào tạm biệt các anh chị nha, cứ quyến luyến hoài, cứ ngồi hoài luôn á, cái tánh Trang vậy đó, cái tật vậy đó, bỏ không được, tại vì thương quá đi chứ không phải cái gì. Chứ Trang ngồi vài phút nữa Trang cũng có được cái gì, Trang đâu có kinh doanh cái gì đâu, buôn bán cái gì đâu. Trang chỉ có tình thương thôi à, không có gì khác nữa đó. Trang nhìn lên màn hình, Trang thấy các anh chị tạm biệt Trang nè. Good night Trang. Bây giờ Trang mới có lần đọc nè, Trang đọc nè. Chúc cô bác anh chị ngủ ngon à, Trang đọc qua hết rồi. Trang thấy thương lắm, chút xíu Trang sẽ gửi trái tim nha. Bây giờ Trang tắt cái live stream đây. Trang tạm biệt tất cả cô chú bác và các anh chị và các em.